Phẩm 6 Quán Thiên Phần Tứ Thiên Vương. Lại nữa, này các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp, hãy quán xét quả báo của các nghiệp bất thiện, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, quan sát kỹ lưỡng như thật rồi, tuần tự quan sát quả báo của các nghiệp thiện. Vì sao? Vì tất cả chúng sanh đều thích quả vui, ghét quả khổ. Cõi có nhiều sự vui sướng gọi là cõi trời. Lại, quán xét nghiệp vi tế, gồm nhiều nghiệp thiện thì thọ thân sinh diệt, được quả báo đáng thích, nhờ bảy chi dưới được sinh lên cõi trời. Bảy chi giới đó là khẩu nghiệp có 4, thân nghiệp có 3. Nhờ gần gũi tu tập bảy chi giới này nên được sanh lên lục dục thiên, tức 6 tầng trời thuộc dục giới. Lục dục thiên có 3 bậc, thượng, trung và hạ. Mạng sống cũng có thượng, trung, hạ. Thức ăn cũng có thượng, trung, hạ. Sắc đẹp cũng có thượng, trung, hạ. Sức lực cũng có thượng, trung, hạ. Quả vui cũng vậy, có thượng, trung, hạ. Trong cõi lục dục, 2 cõi trời đầu trụ ở núi Tu Di, 4 cõi còn lại trụ ở hư không giống như đám mây. Thiên chúng cõi thứ nhất thuộc cõi trời Tứ Thiên Vương. 1. Mang Trì Thiên. Cõi này trụ ở 4 bên núi Tu Di, có 10 trụ xứ, mỗi trụ xứ có tên gọi và nghiệp báo khác nhau. Cứ thế, có vô lượng nghiệp báo. Người sinh lên cõi Mang Trì Thiên này mang theo nghiệp lực mà hưởng sự vui sướng, có vô lượng màu sắc, vui chơi thọ lạc, không có sự khổ của già, lưới nghiệp nối kết nhau. Từ nhân duyên sinh, chẳng phải không do nhân sinh, cũng không phải đoạn diệt, không phải có tác giả. Vì vậy, bậc trượng phu, nếu yêu mến thân mình, trôi lăn từ vô thủy, thì cố gắng tu tập những nghiệp lành, lưới nghiệp thiện, bất thiện, vô ký, trói buộc chúng sinh, lưu chuyển trong sinh tử, giống như bánh xe nước, lưu chuyển trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và cõi người. Quan sát những cõi ấy, nếu tạo nghiệp lành thì được sinh lên cõi trời, trụ ở núi Tu Di. Núi này có 6 vạn ngọn núi bao quanh, có các vật báu sáng rực soi đến các đỉnh, có ao tắm hoa sen và dòng suối trong mát bao quanh. Núi này cao 84.000 do tuần, được hình thành bằng 4 thứ báu. Chư thiên tu nghiệp lành cùng nhau vây quanh, vô lượng ánh sáng chiếu rọi thật đáng yêu thích. Các tỳ kheo quán xét thiên chúng nơi cõi Mang Trì Thiên thứ nhất. Cõi này có 10 trụ xứ: 1. Bạch Ma Ni, 2. Tuấn Nham, 3. Quả Mạng, 4. Bạch Công Đức Hạnh, 5. Thường Hoan Hỷ, 6. Hành Đạo, 7. Ái Dục, 8. Ái Cảnh Giới, 9. Ý Động, 10. Du Hí Lâm. Mỗi trụ xứ chiếm mỗi chỗ khác nhau. Phần núi Tu Di hướng về Diêm Phù Đề có 2 cõi trời: 1. Bạch Ma Ni, 2. Tuấn Nham. Thiên chúng ấy tùy ý đến cõi Diêm Phù Đề. Phần hướng về cõi Cù Đà Di có 2 cõi trời: 1. Quả Mạng, 2. Bạch Công Đức Hạnh. Phần hướng về cõi Phất Bà Đề có 2 cõi trời: Thường Hoan Hỷ, 2. Hành Đạo. Phần hướng về cõi Uất Đan Việt có 4 cõi trời: 1. Ái Dục, 2. Ái Cảnh Giới, 3. Ý Động, 4. Du Hí Lâm. Mỗi trụ xứ của chư thiên ấy rộng 1.000 do tuần, trụ trên biển lớn. Thọ mạng của chư thiên này là cứ 50 năm ở cõi Diêm Phù Đề bằng 1 ngày đêm ở đây. Như vậy, chư thiên cõi ấy có vị sống 500 năm, cũng có vị chết yểu. Lại nữa, này các tỳ kheo, đã biết được quả báo của nghiệp, hãy quan sát các vị địa thiên ấy vui chơi thọ lạc do tu những nghiệp gì mà sinh lên cõi này. Hãy dùng văn tệ quan sát các cõi trời trụ bên núi Tu Di. Người nào tu tập nghiệp thiện với tâm thanh tịnh quy y Phật, Pháp và tỳ kheo tăng, trong khoảng chắp tay
không sinh tâm niệm khác. Khi bỏ thân này, vị ấy được sinh lên cõi trời Bạch Ma Ni trên sườn núi Tu Di, vì quy y Tam Bảo với tâm thanh tịnh nên được thân oai đức sáng chói, mặc tình thọ hưởng hoan lạc. Hoan lạc và cõi trời này thọ hưởng gấp 16 lần diệu lạc của bậc Chuyển Luân Vương. Cõi ấy có dòng sông tên Dục Lưu, dưới đáy sông rải cát bằng chân châu. Vì oai lực gì mà chư thiên cõi này nghĩ đến thì dòng sông xuất ra những thứ uống ngọt ngon. Lại có dòng sông ngọc tên là Chân Châu, nước sông bằng san hô quý. Ở đó có các thiên chúng ngọc nữ vui đùa. Sông ấy lại lưu xuất những thứ báu như lưu ly, túy kim can châu, thiên ni la châu, thiên đại thanh châu, thiên xích chân châu, thiên sa cừ bảo và các vật quý xinh đẹp khác. Thiên chúng nghĩ gì được nấy. Lại có dòng sông thơm tên Hương Thủy, ở đó có các loài thiên nga, vịt trời, uyên ương để trang trí. Hai bên bờ sông có nhiều cây bằng vàng làm thành vườn rừng, và có các loài chim nghe mùi hương, thiên chúng phát tâm vui mừng, thọ hưởng hoan lạc, càng vui thích. Lại cùng nhau vui chơi thọ hưởng năm thứ dục lạc. Ở đó có nhiều cây cối nhánh đỏ lá xanh, nhánh xanh lá đỏ, và có những cây lá nhiều màu vàng xen lẫn. Có các loài ong chơi thọ lạc, hưởng quả báo của nghiệp lành. Có các loại báo trang sức trên chỗ nhọn hoặc chỗ bằng phẳng của đỉnh núi. Có 5 ngọn núi: 1. Tạp Chủng, 2. Chủng Chủng Lưu Tuyền, 3. Chủng Điểu Âm, 4. Hương Huân, 5. Thường Quả. Những núi ấy được trang trí bằng 7 báu, địa thiên ấy mặc tình vui chơi thọ lạc, thiên chúng ngọc nữ vây quanh ca múa, tha hồ thọ hưởng năm thứ dục lạc, tâm ý hoan hỷ. Nhờ công đức quy y Tam Bảo nên khi hết phước báo, ở đời vị lai sẽ đạt được niết bàn. Nếu sinh trong cõi người thì của cải đầy đủ, luôn được an vui, hưởng an lạc cùng tột, thích ca nhạc, nhiều tài sản là nhờ dư báo. Lại nữa, này các tỳ kheo, quan sát trụ xứ thứ hai của cõi Mang Trì Thiên là Tuấn Nham, do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi này, dùng văn tuệ nhận biết chúng sanh. Nào, xây dựng cầu, làm thuyền bên bờ sông, hoặc dùng thiền đưa người trì giới và những người khác qua sông bằng tâm thiện. Nhờ công đức người trì giới và người không gây nghiệp ác nên khi mạng chung, vị ấy sinh vào cõi lành. Nhờ nghiệp lành mà được sinh lên cõi trời Tuấn Nham này, hưởng diệu lạc cõi trời. Cõi ấy có nhiều ao hoa trong mát, hương sắc thơm đẹp, không nhơ uế. Thiên chúng luôn được vui chơi ca múa, các thiên nữ trang sức vật quý cùng vây quanh, cung kính, cung phụng, trỗi năm thứ âm nhạc. Thiên tử cùng thiên nữ vui chơi thọ lạc ở vườn cây ao tắm quý báu. Ở đó có 6 ao tắm: 1. Lưu Lạc, 2. Nhạo Kiến, 3. Nhất Thiết Hỷ, 4. Vân Mang, 5. Trì Mang, 6. Như Ý. Lại có 4 vườn cây trông thật đáng yêu, thoảng gió thơm dịu, nở nhiều hoa: 1. Hương Phong Lâm, 2. Tạp Lâm, 3. Phong Du Hí Lâm, 4. Duyệt Lạc Lâm. Ở đó thiên chúng ngọc nữ vui chơi, mặc tình thọ hưởng năm thứ dục lạc, tự do đi đứng, thân hình được trang sức bằng các vật quý, hưởng nhiều hoan lạc, buông lung năm căn, theo dòng sông ái, như nước trên núi đổ xuống. Chư thiên cùng thiên nữ vui chơi ở các vườn cây, ao tắm và núi vàng quý giá. Những thiên nữ ấy thân hình xinh đẹp, trang sức các vòng hoa đẹp, cõi này đủ các thức ăn ngon. Họ hưởng vô lượng an lạc là do nghiệp lành. Sau khi hết nghiệp, vị ấy qua đời ở đây, sinh vào cõi người, làm người tài giỏi, chất trực, giàu có, coi sóc kho tàng của vua là nhờ dư báo. Lại nữa này các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp, hãy
quán xét trụ xứ của cõi Mang Trì Thiên, dùng văn tuệ biết trụ xứ thứ ba của cõi này tên là Quả Mạng, do những nghiệp thiện gì chúng sinh được sinh lên cõi này, dùng văn tuệ biết những chúng sinh ấy gặp lúc đói khát, luôn giữ gìn tịnh giới, thanh tịnh, thân ngữ ý, làm lợi ích an lạc cho chúng sanh, trồng nhiều cây ăn trái cho người đi đường ăn, đầy đủ an lạc. Nhờ nhân duyên ấy, người đi đường được an ổn sau khi qua đời, vị ấy sinh lên cõi trời Quả Mạng. Ở đó có vô lượng thiên nữ xinh đẹp không ai sánh, đầy đủ quyến thuộc, hưởng hoan lạc cõi trời. Có vườn cây ăn trái, cây bằng vàng ròng, nhánh bằng san hô, sen lẫn vật quý, treo các linh báo, phát ra âm thanh vi diệu. Họ vui chơi trong rừng, hưởng năm thứ dục lạc. Cõi đó có 6 khu vườn: 1. Nhất Thiết Nghĩa, 2. Tứ Viên, 3. Nhu Nhuyến, 4. Biến Lạc, 5. Phong Lạc, 6. Kim Ảnh. Trong các vườn cây luôn có các thiên nữ vui chơi thọ lạc. Ở đó có ao tắm hoa sen, có dòng suối phát ra tiếng du, hương cây cối phát ánh sáng, chim hót líu lo, thức ăn đầy đủ. Có những ngọn núi được trang trí bằng 7 báu. Núi Tu Di có 5 ngọn núi: 1. Quang Minh Trang Nghiêm, 2. Diêm Phù, 3. Bạch Thủy, Tiếu Trang Nghiêm, 4. Thường Du Hí. Chư thiên chúng thường vui chơi trong những ngọn núi ấy, hưởng quả báo của nghiệp lành. Có 100.000 thiên nữ cùng vây quanh vui đùa. Đức Phật nói kệ: nhờ một chút nhân lành, sinh thiên hưởng diệu lạc. Thế nên bỏ nghiệp ác, luôn thực hành nghiệp thiện, nghĩ và làm bố thí, lại giữ gìn tịnh giới. Nhờ giới sinh cõi trời, hưởng công đức năm dục, chẳng phải do cha mẹ, anh em và bạn bè khéo giữ gìn tịnh giới. Được vui sinh chúng vui, giữ giới lợi hai đời, hoặc giữ đạo tối thắng. Người giữ giới trên hết, từ vui được chúng vui, giữ giới thí chánh hạnh, được gọi người tịnh hạnh. Nhờ nghiệp sâu xa này, từ cõi người sinh thiên, giới là kho vô tận, niềm vui giới cao tột, trượng phu giữ thắng giới, luôn được hưởng an lạc. Người trí tuệ giữ giới, được ba loại an lạc, tiếng khen và tài lợi. Sao sinh lên cõi trời, người nào giữ tịnh giới, theo giới mà tu tập, an vui đạt niết bàn, đến nơi không sinh diệt, từ vô thủy sinh tử. Những lo sợi dục si, giới là ánh sáng lớn, hãy hành trì tịnh giới, luôn khen ngợi Thi La, giới như ao trong mát, vua giặc và nước lửa, không cướp được giới tài. Vì thế luôn hành giới, xa lánh kẻ phá giới, người nào thích giữ giới, sẽ đạt đến niết bàn. Người giữ giới thật quý, hãy gần người giữ giới, giới như ánh nhật nguyệt, phá giới thật xấu xa, vô cấu lìa đồng trống, lìa u, không phiền muộn, giới được Phật khen ngợi, đạt đến thành niết bàn. Người nào được đầy đủ, tịnh giới luôn tăng trưởng. Người giữ gìn tịnh giới, lâm chung không lo sợ, giới trước sau điều thiện, tất cả lạc chuyển theo. Người giữ giới thật quý, phá giới như súc sanh. Người nào phá tịnh giới, đi trên đường súc sanh, chẳng biết đúng hay sai. Vì vậy hãy giữ giới, người nào giữ giới cấm, được mặc áo Thi La. Kẻ không giữ tịnh giới, trần truồng như súc sanh. Chư thiên giữ tịnh giới, thường đến chỗ vui chơi. Người trì giới đến đâu, vui như gặp người thân. Tịnh giới sống chánh hành, mọi nghiệp lành tương ưng. Người này tu nghiệp thiện, ắt được sinh lên trời. Người nào tìm an lạc, hãy luôn giữ tịnh giới. Người ấy sẽ thành tựu, giới tăng trưởng sung mãn, hiện tại và vị lai. Giới là người bạn tốt, công đức thường thân cận. Vì vậy hãy tu giới, đói khát nơi đồng trống. Giới là người cứu giúp, hạnh giữ giới thù thắng, theo mãi đến đời sau. Người nào giữ tịnh giới, biết quả báo như vậy, đó là dùng dao bén, tự đoạn nghiệp thân khẩu, được mọi thứ an lạc, không thể ví dụ được. Quả giữ giới thanh tịnh, thiện thể dạy như thế. Trước thiện giữa lại thiện, sau cùng đều thiện cả. Quả giới thật rộng lớn,
từ vui được quả vui, biết được công đức này nên tu tập tịnh giới, giới cứu giúp tất cả, không có gì sánh bằng. Như vậy, này các tỳ kheo, sau khi đã suy xét, biết được công đức giữ giới, thì luôn luôn khen ngợi người trì giới, chê bai kẻ phá giới. Thiên chúng hưởng năm thứ dục lạc như cõi trời ấy, sau khi hết nghiệp, sinh xuống cõi người, được oai thần. Phước đức khôn lường, thân hình xinh đẹp vô cùng, sinh vào nước nào, cũng có nhiều vườn cây, là nhờ dư báo. Lại nữa, này các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát trụ xứ của cõi mang trì thiên, dùng văn tuệ biết được. Trụ xứ thứ tư của cõi này tên là Bạch Công Đức Hạnh. Do những nghiệp thiện gì, chúng sanh được sinh lên cõi này, nếu người thiếu trí khi thấy Đức Phật đi đường, dùng vòng hoa, đang mang cúng dường Phật, hoặc đem vòng hoa cúng dường tháp Phật. Công đức ruộng phước này hành động bằng tâm lành. Nhờ công đức hành động này nên khi qua đời được sinh lên cõi Bạch Công Đức Hạnh thuộc đường lành. Ở đó thân thể được trang sức bằng vòng hoa, mặt đất bằng tỳ lưu ly, trang trí bằng bảy báu, có nhiều loại chim, màu sắc, bảy báu hót tiếng líu lo, ánh sáng chiếu khắp, công đức trang nghiêm tốt đẹp, khu vườn có nhiều cây xinh tươi vô cùng như thiện túc thọ, lưỡng nhai sinh thọ, hương huân thọ, tùy theo ý nghĩ, hương thơm tỏa khắp các do tuần, hoa trái luôn xum xuê, cõi ấy có nhiều thứ trang nghiêm. Khác, các thiên nữ ca tụng múa hát, hoan hỷ thọ lạc, rong chơi khắp nơi, thân tâm vui vẻ, cười, cợt vui đùa, cung kính vây quanh, thọ hưởng hoan lạc, không sao nói hết, mặt đất mềm mại như bơ, khi chư thiên đi mặt đất lên xuống, theo từng bước chân như bông đâu la, bất kỳ chỗ nào khi cất chân lên mặt đất trở lại như trước, các cây báu phát ra ánh sáng đẹp, ánh sáng ấy như ánh mặt trời làm cho người vui vẻ, cây vàng tốt đẹp, hoa lá luôn xanh tươi, không héo rụng là nhờ nghiệp thiện không thể thí dụ được, và nhờ giới lực tự tại như dấu in vào vật. Thiên chúng ấy vui chơi trong vườn rừng, trong ao tắm hoa sen, do tự nghiệp mà hưởng quả báo có thượng trung hạ, thiên chúng hưởng diệu lạc cõi trời, thân tướng sáng rực khả ái, tha hồ thọ hưởng, sắc thanh, hương, vị, xúc, thân không bệnh buồn, không đói khát, mặc tình hưởng năm dục, mà không bao giờ nhàm chán, sinh tâm ái dục không biết đủ, nghĩ gì được nấy, người khác không thể hủy hoại được, tự tại vô ngại, tâm ý hoan hỷ, tùy tâm hóa thân lớn, nhỏ nặng, nhẹ, chỉ trong nháy mắt đã đi đến trăm ngàn do tuần, không chút mỏi mệt, như gió trong hư không, không gì chướng ngại. Thân thể hoai đất, tùy tâm sinh ra, thân nhẹ sạch, như không nhơ, đi đến nơi đâu, đều có sắc sáng như ý. Thiên tử, thiên nữ vui vẻ hưởng năm thứ dục lạc trong các vườn rừng của núi Càng Đà Lan. Họ đam mê dục lạc, không nghĩ đến sự thoái đọa và sự khổ của vô thường, buông lung tâm ý, bị si ái lừa dối, ham thích vui chơi ở cõi trời. Khi quả hết nghiệp tận, thiên tử ấy bị đọa vào địa ngục ngạo quỷ súc sanh. Nếu còn nghiệp lành khác, thì được sinh trong cõi người hoặc làm vua của một nước đông dân, luôn được vui vẻ, không bệnh tật, thân hình tuấn tú là nhờ dư báo. Lại nữa, này các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp, hãy quán xét trụ xứ thứ năm của cõi mang trì thiên, dùng văn tuệ biết cõi này, tên là Nhất Thiết Hỷ. Do những nghiệp gì, chúng sanh được sinh lên cõi này, dùng văn tuệ biết người trì giới, có tâm, chánh tín, đem hoa cúng dường chư Phật Như Lai, chính mình đem tiền mua hoa cúng dường, sau khi qua đời, vị ấy sinh lên cõi Nhất Thiết Hỷ, hành thuộc đường lành. Ở đó, vị ấy thọ hưởng bốn thứ diệu lạc: một, không oán giận; hai, đến đâu tùy ý; ba, oai đức thù thắng, chư thiên khác không hơn được; bốn, thiên nữ, không nghĩ đến chư thiên khác. Tấu năm thứ kỷ nhạc, ca múa,
cùng nhau vui chơi, hoặc chơi dưới nước, đi trong ao hoa, hoặc dùng hoa vui chơi, hoặc dùng trái vui chơi, hoặc dùng hương vui chơi, hoặc dùng chim vui chơi, hoặc vui chơi trong vườn rừng. Tiếng ong rộn rã, họ cùng ngắm nhìn nhau, thiên nữ vây quanh vui đùa, yêu mến nhau, hoàn toàn không có khổ ganh ghét. Đất ấy vui nhộn, có ao hoa thơm, đẹp bao quanh như liên hoa trì. Bất nuy liên hoa trì, tạp u bát la, liên hoa trì, thường nhiêu liên hoa trì, có vô lượng ao sen trang nghiêm đất ấy. Họ vui chơi hưởng lạc trong các khu vườn. Rừng cây bằng vàng, nhiều loại ong vui đùa, đủ các thứ hương thơm, chim hót líu lo, thật đáng yêu thích. Năm âm thanh, cõi người không sao sánh được, 1/16. Thiên tử ấy, mắt luôn, nhìn sắc đẹp, tai nghe âm thanh hay, mũi ngửi hương, cảnh giới năm dục ấy, có vô lượng màu sắc thật đáng yêu thích, không phải do làm ra, người khác không thể chiếm đoạt, không do người khác mong cầu được. Tự hưởng quả đó, tùy ý, thọ hưởng sắc, vị, xúc, thượng diệu cõi trời. Nhờ nghiệp lực mà cõi ấy có những rừng cây, ao hoa, vườn cảnh, thiên tử có vô lượng thiên nữ bao quanh làm quyến thuộc, vui vẻ, hưởng, dục lạc, hưởng quả báo của nghiệp lành, cõi ấy có nhiều cây vàng phát ra ánh sáng, các loại chim sắc vàng hót líu lo, nghe thật thích ý. Thiên tử thành tựu vô lượng diệu lạc như thế, không sao ví dụ được. Đến khi nghiệp thiện hết, vị ấy đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nếu còn nghiệp lành khác thì được sinh trong cõi người, hoặc làm chủ một ấp, xóm, làng, trong thành, giàu có, tự do, tâm không keo kiệt, có vô số người hầu hạ, hưởng an lạc vô thượng. Đó là nhờ trồng nghiệp lành vào ruộng phước, cho đến đạt niết bàn. Lại nữa, này, các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát cõi mang trì thiên, dùng văn tuệ biết trụ xứ thứ sáu của cõi này tên là hành đạo, do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi này. Dùng văn tuệ biết được người trì giới khi thấy lửa lớn thiêu đốt chúng sinh, liền lấy nước dập lửa để cứu mạng sống. Sau khi qua đời, vị ấy sinh vào cõi này nhờ sức vô úy thí mà hưởng được quả báo vui cõi trời, có được sắc đẹp, tiếng hay, hương thơm, vị ngọt và vô lượng thiên nữ vây quanh, trỗi các thứ kỹ nhạc, ca múa, vui chơi. Cõi ấy có hành lang bằng vàng ròng, treo các linh báu, dưới chân châu, che trên cửa sổ, và trang trí vô lượng châu ngọc. Vô lượng thiên nữ vui chơi ở đó, đều thích ngắm nhìn thiên tử, thân thể trang sức ngọc anh lạc, hương thơm thoảng ra, làm mọi người vui vẻ, cùng nhau vây quanh thiên tử. Những thiên nữ thấy sắc đẹp, nghe giọng nói đều rất vui mừng, như là các loài chim sắc vàng, mỏ bằng san hô, vui đùa, bay nhảy, hót tiếng líu lo trong hang núi, thật không sao ví dụ được, hoặc trong núi phát ra tiếng hay, hoặc trong hang động, trong hoa, trong nước, trong hư không, trên mặt đất, trên đường đi, trong hang sâu, phát ra tiếng hay. Với thiên nhĩ luôn nghe được những tiếng vi diệu ấy, ngửi được mùi thơm tuyệt diệu của vô lượng hoa, hưởng an lạc vô thượng. Miệng của thiên nữ thoảng ra mùi thơm quyến rũ, ngửi được thật thỏa lòng. Lại có vô lượng thức ăn ngon cõi trời mà thức ăn thượng vị của bậc chuyển luân thánh vương không bằng được 1/1000. Y phục trên thân rất mịn, mỏng đến nỗi không thấy được đường tơ ngang dọc, mặc vào làm cho tâm vui thích, muốn gì được nấy, y phục sạch đẹp, người khác không chiếm đoạt, hưởng vô lượng diệu lạc của cõi lục dục, vui chơi trong ao sen vườn cây, rừng cây rậm rạp, rừng ma ni vàng, có các loài chim hót líu lo, thiên tử vui chơi trong cung điện ma ni, hoặc
Trong ao sen, bên dòng suối tắm, cõi ấy có vô lượng quả báo vui chơi như thế. Dùng văn tệ quan sát xong, tỳ kheo nói kệ. Sáu căn tham đắm cảnh giới thiêu đốt, lửa ái thiêu trời còn hơn đốt rừng. Được lạc thích lạc bị nó lừa dối, không nghĩ hoại diệt tham ái dối gạt. Cuộc vui sẽ hết, không thể thường còn. Muốn được vui mãi, hãy bỏ ái dục. Khi chư thiên chết, bỏ nơi vui vẻ, ân ái biệt ly hơn khổ địa ngục. Sau khi tư duy như vậy, tỳ kheo quan sát mọi hoang lạc ở thế gian, không tự tại, luôn vô thường, thay đổi, bị ân ái lừa dối, chẳng biết hoại diệt. Quan sát xong, chán bỏ dục lạc cõi trời, vị trời ấy hưởng diệu lạc đến khi nghiệp thiện chưa hết, nhưng khi hết nghiệp sẽ bị thoái đọa theo nghiệp thọ thân, hoặc đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Nếu được sinh trong cõi người, hưởng vui số một, không lo sợ, được mọi người yêu mến, được vua tin dùng, suốt cuộc đời không buồn khổ, đời sau đạt được niết bàn là nhờ dư báo. Lại nữa này các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp, hãy quán xét trụ xứ thứ bảy của cõi, mang trì thiên, dùng văn tuệ biết chúng sinh nào tu hành nghiệp thiện, thấy bạn bè thân thuộc gây hại lẫn nhau, oán giận nhau, liền làm lợi ích, giải hòa sự tranh tụng. Nhờ nghiệp thiện ấy, sau khi qua đời, vị ấy sinh lên cõi trời ái dục thuộc đường lành. Ở đó tùy ý, muốn liền được mọi thứ diệu lạc, y phục, trang sức, đeo anh lạc, cõi trời, nghe nhạc cõi trời, phát ra những lời ca tụng như tiếng nhạc đơn trà, tiếng ca của thiên nữ, vị trời ấy ngồi trong bảo điện, luôn được vui vẻ. Ở đó có các vườn rừng, hang núi, sông suối, ao sen tốt tươi và thiên nữ vây quanh. Có hoa sen màu hoàng kim khi gió thổi, thoảng ra mùi thơm. Có các rừng cây như tỳ lưu ly, đa la, trân đầu ca, điểu nhạc, liên hoa, câu chỉ la. Nhờ nghiệp thiện, vị trời này vui chơi trong các khu rừng đó. Lại có dòng sông mát được trang trí bằng ngọc mani, ao tắm hoa sen, rừng cây rực rỡ, nước sông chảy róc rách và có nhiều loại tiếng chim hót, tiếng líu lo. Đất ấy được trang trí với những dòng sông. Ao tắm như vậy giống như người nữ xinh đẹp, nhưng nếu không có công đức, không sinh sản thì không gọi là người đẹp. Cõi trời ấy cũng vậy, không có dòng sông trang trí thì không được gọi là cõi thanh tịnh. Dòng sông ấy có các sắc đẹp, hương thơm, nên nó là sự trang nghiêm bậc nhất. Trong các mùi vị mà thế gian ái nhiễm, nước sông này là số một, nó trang nghiêm vườn rừng, nâng đỡ thuyền báu, trời, người, luôn được thọ dụng, làm nhiều lợi ích. Nước có đầy đủ công đức, chúng sinh thọ dụng, vui chơi thọ lạc trong nước. Sau đó, thiên tử đến rừng kính thọ, hưởng diệu lạc, cõi trời và tự soi thân mình. Ở đó, cây cối trong sạch không nhơ như gương sáng. Thiên tử tự quán sát biết được tướng của nghiệp thiện ác. Nếu có nghiệp thiện tự thấy mình sinh ở cõi lành, còn có nghiệp ác sẽ chịu quả khổ. Tự thấy mình vì nghiệp tướng đã tạo từ trước nên đọa vào ba đường ác, thấy rõ mọi sự khổ vui trong năm đường sinh tử. Nếu là nghiệp bất thiện sẽ đọa vào các địa ngục như hoặc hắc thằng, khiếu hoán, đại khiếu hoán, thấy rõ hết những sự khổ đau trong đại địa ngục và sự an lạc cõi trời mà họ phải lãnh chịu thật không thể nói hết. Ở trong rừng kính thọ đó, tự thấy mọi tướng trạng rồi thì quên hết diệu lạc cõi trời như qua đời khác, thấy vô lượng khổ não thì không còn cảm giác sự vui sướng, như ném một lạng muối vào sông Hằng thì không biết được vị của muối, khổ đau như sông Hằng lớn, mà sự vui sướng rất ít. Khác gì vị muối, tuy có âm thanh kỹ nhạc ca múa vườn rừng vui chơi, chim hót hòa nhã, cũng hoàn toàn không có tâm vui vẻ. Đã thấy việc đó rồi, nhưng đến nơi khác, tâm lại đắm chấp nơi năm dục cõi trời, lại đến cây khác, để soi thì thấy thân mình đọa trong loài ngạ quỷ, chịu nhiều khổ não, đói khát, đốt thân, thấy vậy, lòng sinh
lo sợ nói với các vị trời khác: Đại tiên, tôi soi trong cây kính thọ thấy tướng trạng rất ghê, ông có thấy không? Vị trời kia đáp: Tôi không thấy. Nếu ai có nghiệp ác thì tướng ngạ quỷ, còn người có nghiệp lành thì không thấy tướng ác. Đại tiên hỏi: Thiên tử, ông thấy tướng gì? Thiên tử đáp: Tôi thấy tướng ngạ quỷ. Ngạ quỷ chịu các khổ não. Khi thấy ngạ quỷ chịu các khổ não thì quên hết mọi diệu lạc ở trời, như cách ngàn đời khác. Thiên tử chán ghét việc quan sát bằng những rừng cây, qua nơi khác lại tham diệu lạc cõi trời, hưởng năm dục, sắc thanh, hương vị xúc, cùng các thiên nữ vui chơi hưởng lạc trong những ao hoa, có chim hót líu lo, chìm nổi trong dòng sông ái. Lại đến rừng kính thọ vì nghiệp ác, thiên tử thấy thân súc sinh tàn hại lẫn nhau, tự thấy mình thọ thân súc sinh, chịu khổ, chịu các khổ não, sinh tâm chán ghét, lại đến cõi trời khác, như trước đã nói, đã chán bỏ ra đi, nhưng lại tham đắm ái lạc, hưởng năm thứ dục lạc, qua lại trong sanh tử, lại đến rừng ấy, thấy mình theo nghiệp lực, thọ thân người, anh em bạn bè gây hại nhau thì làm cho hòa hợp nhau, vì thế được sinh trong cõi trời này, thấy nghiệp lực của mình nên chán ghét, ra đi nhưng lại tham đắm dục lạc, say sưa thọ hưởng sắc thanh hương vị xúc, mặc tình thọ nhận dục lạc cõi trời. Lại vào rừng kính thọ, thấy mình sau khi qua đời sinh vào cõi khác, hoặc thấy mình đọa vào địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, nên sinh tâm chán ghét cõi này vô thường, ta sẽ bị hoại diệt, xa các thiên nữ, các hành vô thường, không tồn tại lâu, tất cả phải thay đổi biến hoại. Khi thiên tử ấy nghĩ thế, vị trời hộ thế nói: Thiên tử thật vui vẻ đáng yêu, người cõi Diêm Phù Đề thuận theo giáo pháp tu hành, hiếu dưỡng cha mẹ, cúng dường Sa Môn, Bà La Môn, thêm nhiều thiên chúng, giảm bớt quân ma, Đức Như Lai chánh giác xuất hiện ở thế gian, là bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ngài rộng nói giáo pháp trước, sau, giữa điều thiện, nghĩa lý vi diệu, lời lẽ viên mãn, không cấu uế, không tổn giảm, bạch pháp thanh tịnh an, ổn tịch tỉnh. Đây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt, đây là con đường sắc diệt. Ở rừng kính thọ ấy, thiên tử tự thấy nghiệp của mình, nghe lời nói trên, liền hỏi vị trời hộ thế: Đức Như Lai Thế Tôn, A-La-Hán, Tam Miệu Tam Phật Đà, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, hiện đang ở đâu? Vị trời hộ thế nói: Ngài ở cõi Diêm Phù Đề tuyên thuyết chánh pháp cho tất cả chúng sanh. Nghe vị trời hộ thế nói, thiên tử lo sợ khổ não, bị thoái đọa, sinh xuống cõi Diêm Phù Đề trong loài người, chết là khổ lớn, sinh trong loài súc sinh chịu khổ tàn hại lẫn nhau, sinh trong loài ngạo quỷ chịu khổ lớn đói khát, sinh vào trong địa ngục, chịu khổ thiêu đốt khảo tra. Quan sát năm sự lo sợ của năm đường, thiên tử liền đến chỗ Đức Phật, trông thấy Đức Thế Tôn đoan nghiêm, tịch tỉnh, các căn thanh tịnh, tâm ý vắng lặng, hoàn toàn điều phục, trụ định Samatha, là bậc long tượng trong loài người, bậc điều ngự trượng phu, oai đức rực rỡ như ánh sáng vàng rồng, hơn cả ánh sáng mặt trời, như núi Tu Di không hề lay động, sâu rộng như biển. Thấy Đức Thế Tôn đang ngồi giảng dưới gốc cây như núi vàng rồng, là bậc Thiên Trung Tôn, thiên tử phát tâm thanh tịnh, đến chỗ Đức Thế Tôn cúi đầu đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên, thưa: Bạch Thế Tôn, có nơi nào không lay động, không hư hoại, không thay đổi chăng? Đức Thế Tôn liền nói pháp bốn thánh đế cho thiên tử nghe. Nghe xong, thiên tử trở về cung trời, tiếp tục thọ hưởng năm thứ dục lạc đến khi nghiệp thiện hết. Từ cung trời, vị ấy thoái đọa trôi lăn theo nghiệp. Nếu sinh trong cõi người, tuy chưa thấy được đế lý, nhưng thường gặp bậc tri thức, có đầy đủ bà con anh em tộc họ, có nhiều của cải là nhờ dư báo.
Lại nữa này, các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát trụ xứ của cõi Mang Trì Thiên, dùng văn tệ, biết trụ xứ thứ 8 của cõi này tên là Ái Cảnh Giới. Do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi trời này, dùng văn tuệ, biết chúng sinh nào tổ chức hội thuyết pháp, sau khi qua đời, vị ấy sinh lên cõi trời Ái Cảnh Giới, qua khỏi cõi trời dục ái là đến cõi Ái Cảnh. Ở đó vị ấy hưởng quả báo của nghiệp lành, cung điện làm bằng bảy báu, màu sắc hoàng kim, hành lang bằng vàng ròng, có nhiều loài chim như chim tâm ái lạc, nhất thiết âm, du hí hè, kim sắc, có sông hồ vườn rừng để vui chơi, có trăm con sông thì có trăm ngàn loài chim, hoặc hưởng bốn thứ dục lạc, hoặc hưởng năm thứ dục lạc để tự vui chơi. Mắt thấy sắc đẹp, sinh tâm yêu thích, tai nghe tiếng hay, sinh tâm vui mừng, mũi ngửi hương thơm, lưỡi nếm vị ngon, thân tiếp xúc vật mềm mại, đều sinh tâm yêu thích, tâm nghĩ nhớ, ý vui mừng, thích công đức. Năm dục thọ hưởng diệu lạc bậc nhất, thiên tử hưởng diệu lạc ở cõi trời Ái Cảnh, không cõi nào sánh bằng. Đời này, đời sau, khi nghiệp thiện hết, vị ấy bị thoái đọa, nếu còn nghiệp thiện khác, thì không đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, được sinh trong cõi người, đất nước giàu có như nước Kha Ti, nước Kiều Tác La, hoặc sinh vào dòng Sát Lợi, dòng Bà La Môn. Lại nữa này các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp thì quan sát cõi trời xem do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi trời ý táo động của cõi Mang Trì Thiên, dùng văn tuệ biết chúng sinh với tâm tịnh tính, cúng dường chúng tăng, quét tháp Như Lai, biết ruộng phước vô thượng. Sau khi qua đời, vị ấy sinh lên cõi ý táo động thuộc đường lành. Người sinh lên cõi này, thân không có thịt xương, không nhơ uế, mùi hương sông ướp cả trăm ngàn do tuần, thân thể sạch sẽ như gương sáng, thấy hết mọi sắc tướng của chư thiên, thành tựu quả báo của nghiệp thiện như vậy. Cõi ấy có bốn khu rừng, Vô Cấu, Minh Liễu, Thiện Hương, Mạn Đà La. Trong những rừng ấy có ao sen đầy hoa, cẩm sen bằng san hô, tua hoa bằng vàng ròng, có những con thiên nga, vịt trời, uyên ương, kêu tiếng hay, có nhiều loại hoa sắc, hương thượng diệu, không dính bụi nhơ, cũng không héo rụng, nước ao không làm nhơ y phục, luôn tràn đầy nước sữa thơm, các loài chim trong rừng thường cùng vui đùa trên ao hoa sen, cây luôn nở hoa như còn mới, không héo rụng, trông thật đẹp mắt. Suốt ngày không thay đổi, người tu nghiệp lành cùng các thiên nữ vui chơi trong rừng ấy, thân thể trang sức, các vật báo, vui vẻ thọ lạc, tâm luôn tham đắm, cảnh lục dục thiên, không một phút chán xa, bị lưới ái trói buộc như cá nằm trong lưới, thọ hưởng nghiệp thiện đến, khi nghiệp thiện hết bị thoái đọa. Nhờ nghiệp thiện khác nên không đọa vào địa ngục, ngạ quỷ súc sinh, được thọ thân người, là bậc thầy lớn, có nhiều của cải, được vua yêu kính. Lại nữa này các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát các trụ xứ của cõi Mang Trì Thiên, dùng văn tuệ biết được trụ xứ thứ 10 của cõi này tên là Du Hí Lâm, do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi này, dùng tri kiến biết được người trì giới bằng tính tâm thanh tịnh, biết chúng tăng là ruộng phước nên cúng dường chi phí đủ may bộ y, tâm luôn yêu thích việc ấy. Sau khi mạng chung, vị ấy sinh lên cõi trời Du Hí Lâm, ở đó vị ấy tự do vui chơi, tùy ý đi trên nước như đi trên đất, dù đi trên hư không cũng không lo sợ, mặc áo trời, đeo vòng hoa trời, hưởng an lạc thượng diệu giống như các cõi khác, đi đứng không ngăn ngại. Ở đó có dòng suối, ao hồ, thoảng ra hương thơm vi diệu,
có nhiều thiên nữ oai đức rực rỡ như mặt trời thứ hai, thọ diệu lạc cõi trời, nhờ nhân lành nên được quả báo vui, không phải mình gây nhân mà người khác chịu quả. Chúng sinh tạo nghiệp thì tự lãnh chịu quả báo, nếu tạo nghiệp lành thì sinh vào cõi trời, cõi người, còn tạo nghiệp ác thì đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh, nhờ nghiệp lành sinh lên cõi trời tha hồ thọ lạc đến khi nghiệp hết bị thoái đọa, nhờ nghiệp thiện khác nên không đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nếu sinh trong cõi người thì sinh vào nước có nhiều rừng cây, thần đức tự tại, không ai phá hoại được là nhờ dư báo. Lại nữa này các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp và đã quan sát mười trụ xứ của cõi mang trì thiên, hãy quán xét cõi trời Ca Lu Ba Đà, cõi ấy có bao nhiêu trụ xứ, tự tạo nghiệp lành, hưởng quả báo vui, dùng văn tuệ. Biết cõi trời Ca Lu có 10 trụ xứ: 1. Hành Liên Hoa, 2. Thắng Phong, 3. Diệu Thanh, 4. Hương Lạc, 5. Phong Hành, 6. Mang Hỷ, 7. Phổ Quán, 8. Thường Hoan Hỷ, 9. Ái Hương, 10. Quân Đầu. Đó là 10 trụ xứ của cõi trời Ca Lu, do tạo nghiệp khác nhau nên sinh lên các trụ xứ khác nhau ở cõi trời. Dùng văn tuệ biết chúng sinh, dùng nghiệp thiện huân tập tâm mình, trì giới, quy hướng Phật Pháp Tăng, niệm Nam Mô Phật, 3 lần quy y, nhờ nghiệp thiện đó đạt được Niết Bàn, nghiệp thiện không hết. Sau khi qua đời, vị ấy sinh lên trụ xứ Hành Liên Hoa của cõi trời Ca Lu Túc, hưởng năm thứ dục lạc, tham đắm dục vị, mắt nhìn không nháy, thân thể như ánh sáng mặt trời, ham thích cảnh giới ấy, có đầy hoa sen trang trí dưới nước như sắc vôi trắng, hoa thường nở lộ tỏa hương thơm ngào ngạt, sông ướp khắp trăm do tuần, thơm hơn mùi hương của tất cả các loài hoa. Có nhiều loài ong màu sắc bằng lưu ly phát ra các thứ âm thanh của các kỹ nhạc cõi người không sao sánh được một phần ngàn. Vì sao? Vì con người không thể nghe được âm thanh của cõi dục thiên. Vì sao? Vì không phải là cảnh giới của con người, ngoại trừ chuyển luân vương và người lìa dục. Vì chuyển luân vương có căn lực rất lớn nên hưởng dục lạc cõi trời, người lì dục thì các căn mắt tai không còn bị buồn vui cho nên nghe được âm thanh của loài ong còn như thế. Huống chi âm thanh ca múa ái dục của thiên nữ thì không thể nào ví dụ được. Tiếng nói của các thiên nữ thật đáng yêu, sắc, hương vị, xúc cũng vậy. Thiên tử thọ hưởng vô lượng diệu lạc đến khi nghiệp thiện hết. Từ cõi trời vị ấy bị thoái đọa, nếu còn nghiệp thiện khác thì không đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh, được thân người, sinh trong nhà trưởng giả, có nhiều của cải, nhờ nhân lành khác mà đạt Niết Bàn, phước đức không hết. Lại nữa này các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp, hãy quán sát trụ xứ thứ hai của cõi Ca Lu Túc. Dùng văn tuệ biết được trụ xứ đó tên là Thắng Phong Hỷ, do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi này. Người nào có trí tuệ, tin và giữ giới luật, có tâm từ bi, lợi ích cho chúng sinh, đem hoa hương, trỗi kỹ nhạc, cúng dường tháp Phật, sau khi qua đời vị ấy sinh lên trụ xứ Thắng Phong Hỷ của cõi Ca Lu Túc, ở đó vui chơi thọ hưởng âm nhạc ca múa, hưởng quả báo của nghiệp lành, thọ hưởng hương hoa, âm nhạc của thiên nữ, được an lạc, có vô lượng thiên nữ ca tụng với âm thanh vi diệu, gió thổi các loài hoa, thoảng ra hương thơm đặc thù, cùng thiên nữ vui đùa trên đỉnh núi, Tu Di Báu. Tai nghe tiếng hay, hưởng được diệu lạc của cõi trời, quan sát quả báu của nghiệp thiện xong, các tỳ kheo,
khen ngợi nghiệp thiện, nói kệ. Tịnh giới như thềm thang, đủ sức lên cõi trời. Người bước lên thềm ấy, đến cõi trời an lạc. Khẩu nghiệp có bốn chi, thân có ba nghiệp tịnh, người trí nhờ bảy nghiệp. Được sinh lên cõi trời, giữ giới vui bậc nhất, của cải cũng chẳng bằng, tiền tài có thể mất. Giữ giới luôn vững bền, người trang nghiêm bằng giới, nhờ giới thân xinh đẹp, Phật nói nghiệp thiện tịnh. Được sinh lên cõi trời, người nào tạo nghiệp lành, đi trên đường thiên giới, như đến nơi vui chơi, hưởng diệu lạc cùng tột, thân phát ánh sáng lớn, rực rỡ chiếu cung trời, vui chơi trong vườn rừng, là nhờ nơi nghiệp thiện, tâm ý luôn hoan hỷ, thọ lạc và an vui, chơi trong cung điện trời, là nhờ nhân trì giới, người nào khéo giữ gìn, hộ trì vô luận giới, thành tựu quả báo trời. Vì thế hãy tu giới, giữ giới là thềm thang, nhân duyên được an lạc, kẻ hủy phá giới cấm, không diệt nơi an vui, nước giữ giới thanh tịnh, lặng trong luôn tràn đầy, tắm rửa bằng nước ấy, hưởng diệu lạc cõi trời, trang sức vòng hoa trời, hòa hợp hưởng an lạc. Vui chơi trong cung trời đều là do nhân thiện, thiên nữ cùng vây quanh như ánh sáng nhật nguyệt, hưởng diệu lạc cõi trời đều là do nhân thiện, tùy tâm niệm có được, được rồi không hề mất, pháp thiện luôn tăng trưởng, đều là do nhân thiện, hưởng vô lượng diệu lạc, tất cả đều tăng trưởng. Người nào giữ tịnh giới được an lạc như vậy, những ai luôn làm lành, được nhà vua kính trọng, thiện trang nghiêm thù thắng. Vì thế hãy giữ giới, người thiện luôn điều phục, thương yêu các chúng sinh, thường hành từ bố thí, được sinh lên cõi trời, không giết hại chúng sinh, thương yêu hết mọi loài, thường tu tập chánh nghiệp, người ấy sinh lên cõi trời, không trộm vật người khác, tâm luôn nghĩ bố thí, căn được tuệ tịch diệt. Người ấy sinh cõi trời, không xâm phạm vợ người, thích thực hành chánh đạo, cầu niết bàn tịch diệt. Người ấy sinh cõi trời, không uống rượu say xưa. Kẻ say mọi người khinh, người trí xa lánh rượu, được sinh lên cõi trời, giữ giới khéo tu tập, vứt bỏ mọi nghiệp ác, được vô lượng an lạc, an ủi các chúng sinh. Đã quan sát vô lượng diệu lạc, các tỳ kheo khen ngợi nghiệp lành, vô số loài ong ở cõi thắng phong vui nhộn phát ra âm thanh vi diệu, đến khi nghiệp lành hết từ cõi trời, vị ấy bị thoái đọa. Nếu có nghiệp lành khác thì không bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Nếu sinh trong cõi người thì được thân hình tuấn tú, lời hay, có tài hùng biện, luôn được an lạc, không u não và được sống lâu. Lại nữa này các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát trụ xứ thứ ba của cõi trời Kalu Túc, dùng văn tuệ biết cõi ấy tên là Diệu Thanh, do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi này. Dùng văn tuệ biết người giữ giới, cúng dường, lộng báu lên Đức Như Lai bằng tâm rộng lớn, sau khi qua đời, vị ấy sinh lên cõi Diệu Thanh, hưởng diệu lạc cõi trời, cùng các thiên nữ. Cõi trời xinh đẹp vui chơi trong núi bằng vàng rồng, Tỳ Lu Ly và núi Bảy Báu, lại vào rừng Càng Thác Bà, nơi đó có hương xoa, hương bột, các loại rừng cây, suối nước, ao sen, phóng ra ánh sáng xanh, vàng, đỏ, trắng, gió thơm khẽ động, lá cây phát ra tiếng nhạc, mà
Tiếng nhạc Atula Càng Thác Bà không sao sánh được 1/16. Gió nhẹ lay động lá cây, va chạm nhau, tạo ra âm thanh vi diệu của năm thứ âm nhạc. Họ cùng vui chơi hưởng lạc, nghe tiếng nhạc, càng thêm buông lung, tham đắm âm nhạc, bị nhiễm đám mê hoặc. Còn các thứ, hương vị xúc cũng như vậy, đến khi nghiệp lành hết, từ cõi trời vị ấy bị thoái đọa. Nếu có nghiệp lành khác thì không đọa vào địa ngục, ngạo quỷ súc sinh, được làm người thích âm nhạc, có nhiều của cải, vườn nhà an ổn, năm thứ lúa thóc dồi dào, đầy đủ vợ con quyến thuộc, được sống lâu và được vua kính trọng. Lại nữa này các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát trụ xứ thứ tư của cõi trời, Kalutuk, dùng văn tuệ biết, cõi ấy tên là Hương Lạc, do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi này, dùng văn tuệ biết chúng sinh song hương ở tháp Phật, giữ giới bằng tín tâm. Sau khi qua đời, vị ấy sinh lên cõi trời Hương Lạc, hưởng diệu lạc cõi trời không sao ví dụ được. Ăn uống bằng cam lồ cõi trời, thân tâm không u não, nghe được năm thứ âm nhạc, trang sức vòng hoa trời, cùng các thiên nữ vui chơi ca múa, như chơi trong khe suối, vui chơi trên những ngọn núi báu san hô, mai khôi, sa cừ, mã não, ngọc xanh, cõi trời. Ở đó có suối nước, ao hoa, rừng cây, chim chóc, họ vui chơi trong các rừng cây, dòng suối, ăn thức ăn ngon, vật lạ, hơn cõi diêm phù đề, tất cả đều do nghiệp thiện sinh ra. Vị ấy hưởng diệu lạc cõi trời, đến khi nghiệp lành hết, từ cõi trời vị ấy bị thoái đọa. Nếu có nghiệp lành khác thì không đọa vào địa ngục, ngạo quỷ súc sinh, được thân người, sinh trong nhà giàu có, của cải tràn đầy, lúa gạo dư dật. Lại nữa này các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát trụ xứ thứ năm của cõi trời, Kalutuk, dùng văn tuệ biết cõi ấy tên là Phong Hành, do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi này, dùng văn tuệ biết chúng sinh trì giới bằng tín tâm, cúng dường quạt cho tỳ kheo tăng để được mát mẻ, như cây Uthila mà đọc tụng kinh pháp. Sau khi qua đời, vị ấy sinh lên cõi trời Phong Hành này, nhờ nghiệp thiện thọ hưởng diệu lạc cõi trời, gió thơm thổi đến làm vui vẻ vô cùng. Gió thơm xông khắp bốn cõi trời, thơm gấp trăm ngàn lần hương thơm. Ngọn gió mát mẻ thật thích ý, hương ấy thơm gấp một lần, hai lần, năm lần hương thơm của bốn cõi trời, thơm gấp hai lần hương thơm của tứ thiên vương, gấp ba lần hương thơm cõi trời tam thập tam, gấp bốn lần hương thơm cõi trời dạ ma, gấp năm lần hương thơm cõi trời đâu sức đà, gấp sáu lần hương thơm cõi trời hóa lạc, tha hóa tự tại. Nhờ nghiệp thù thắng nên được thiên chúng cũng thù thắng. Quan sát nghiệp thiện của cõi Phong Hành này, biết vị trời ấy vui chơi trong vườn rừng, thọ hưởng hương xúc. Gió thơm của sáu cõi trời đều thổi đến cõi này cùng một sức gió. Vì sao? Vì công đức của gió không thể nói hết. Vị trời ấy nghĩ gì là ngọn gió mang đến, muốn nghe âm nhạc thì gió thổi vào hang núi, phát tiếng hay hơn tiếng ca của thiên nữ. Nếu nghĩ đến hương thơm thì hương của các loài hoa ở cõi trời, tha hóa tự tại, đều hòa hợp xông ướp cõi trời này, thật không sao nói hết. Nếu nghĩ đến sự mát mẻ thì được thỏa ý, nếu muốn vui chơi ở những nơi khác, muốn thấy các thứ ngọc quý thì nên núi Tu Di, hoặc đi trên núi vàng, vàng diêm phù đàn, hoặc đi trên núi pha lê. Trong vườn rừng có các loại hoa trái, suối nước, chim chóc, hoa sen và các thiên nữ. Chỗ ở có vô lượng hương, xúc, âm thanh, vi diệu. Thiên tử theo gió đến các vườn rừng, hang núi vui chơi như trước đã nói. Cứ thế, thiên tử theo gió thơm mà đi đến, hưởng năm thứ dục lạc, cùng nhau vui chơi thọ lạc, không có tâm ganh ghét, tranh cãi,
luôn yêu thương nhau vì những nghiệp nhiễm ô, nghiệp thượng, trung hà của chính mình mà chịu quả báo tương xứng như dấu ấn in vào vật khi hết nghiệp từ cõi trời vì ấy bị thoái đọa. Như vậy, chúng sinh tạo nghiệp, theo nghiệp mà lưu chuyển, không phải không nhân sinh. Quán xét xong, tỳ kheo nói kệ. Biết thời nhờ mặt trời, theo đó cây cỏ sinh, do nghiệp nhân sinh khởi, chẳng phải không có nhân, vô lượng sự sinh tử, đều do nghiệp trói buộc, ba loại ái vững chắc, trói buộc các chúng sinh, như mật hòa độc dược, vì vậy chớ uống ăn, diệu lạc trời cũng thế, khi thoái đọa chịu khổ, nghiệp hết luôn lo sợ, xả bỏ các thiên nữ, lúc ấy khổ đau nhiều, thật không sao ví dụ, khi nghiệp thiện sắp hết, như ánh đèn gần tắt, chẳng biết đi về đâu, tâm sinh nhiều khổ não, bị ái độc thiêu đốt, lo lắng ở trong tâm. Lời nói thân tướng động, lo sợ mất thân trời, tất cả vì dục lạc, ái dục lừa dối nhất, vì không chịu xả ly, nên thân nhiều khổ não. Lúc chư thiên sắp đọa, tâm sinh những khổ não, khổ địa ngục chẳng bằng, một phần trong 16, tất cả bánh xe lửa, do sức ái làm ra, ái trói buộc chúng sinh, đến những nơi hiểm ác, chư thiên khổ bị đọa, người khổ đau vì chết, quán sinh tử như lửa, thấy rồi nên bỏ dục, người nào sống phóng dật, chẳng được phần giải thoát, phóng dật si mê hoặc, cách xa đạo niết bàn, hãy xả bỏ phóng dật oán giặc dữ, chư thiên vì phóng dật, đọa lạc trong địa ngục, ba cõi bánh xe lăn, nghiệp lưu chuyển không dứt, vì vậy bỏ ái dục, lìa dục đạt niết bàn. Như thế các tỳ kheo, quan sát sự thoái đọa của chư thiên, xả bỏ tâm tham dục, quán niềm vui vô thường. Ở cõi trời, phong hành, nghiệp là do duyên sinh, không thoát khỏi sự vô thường, đến khi nghiệp lành hết, từ cõi trời vị ấy bị thoái đọa. Nếu có nghiệp lành khác thì không đọa vào địa ngục ngạo quỷ súc sinh, được thân người. Đi khắp các cõi làm bậc đạo sư, biết rõ con đường gió đi. Lại nữa này các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát trụ xứ thứ 6 của cõi trời Ca Lu Túc, dùng văn tuệ biết cõi ấy tên là Tán Hoa Hoan Hỷ, do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi này. Dùng văn tuệ biết người trì giới bằng tâm tịnh tính, thanh tịnh, thân ngữ ý, khi chúng tăng thuyết giới, cúng dường, bình tắm hoặc lúc đi đường, ở trong đồng vắng đem nước sạch vào bình tắm bố thí, sau khi qua đời vị ấy sinh lên cõi trời, Tán Hoa Hoan Hỷ, ở đó có các thứ âm nhạc, âm thanh vui thú, cùng các thiên nữ vui chơi, bên núi Tu Di bằng tỳ lưu ly báu, thân thể trang sức các thứ anh lạc và vòng hoa thơm, gió thơm thổi vào thân. Ở đó có ao suối, thiên tử thiên nữ cùng nhau vui chơi, thọ nhận vô lượng dục lạc, luôn vào rừng. Suối hưởng diệu lạc cõi trời, rừng ấy cây bằng tỳ lưu ly, lá bằng vàng rồng, cây bằng vàng rồng, lá bằng tỳ lưu ly. Họ vào rừng cây này, luôn được hoan hỷ, thân phát ra ánh sáng, uống nước cam lồ cõi trời, đó đều do nghiệp thiện. Đem rượu ngọt, thượng vị cõi diêm phù đề, so sánh với thức uống cõi trời, thì đắng như rau đắng. Có đủ sắc vị, mùi hương, huân khắp cả do tuần, có nhiều loài chim sắc hoàng kim, chúng uống nước thơm đó tâm luôn vui vẻ. Hót tiếng líu lo vang khắp khu rừng, có nhiều loài ong vui chơi, trong đó tất cả hương vị đều từ cây phát ra. Các sắc hoàng kim, lưu ly, sa cừ, chân châu đỏ, sắc xanh đều từ cây phát ra. Ở đó có dòng sông thơm tên Hoan Hỷ, rộng hai do tuần. Thiên tử thiên nữ cùng vui đùa ở hai bờ sông, cùng hưởng diệu lạc. Thiên tử thiên nữ uống nước đều hoan hỷ, ca múa vui cười. Có hoa sen sắc màu hoàng kim, cọng sen bằng lưu ly. Họ vui chơi ca múa trên các
bảo điện, vào trong ao lớn đó, vui chơi thọ lạc, cùng nhau tạt nước. Ao ấy tên là Atejika. Nước ao có 8 công đức, trong sạch, đặc biệt, không đâu sánh bằng. Thiên tử ấy hưởng diệu lạc cõi trời, đến khi nghiệp lành hết từ cõi trời, vị ấy mạng chung, không đọa vào ba đường ác, được làm người, sinh trong nước giàu có, vui sướng, không đói khát, sống trong nhà sang cả, không gặp thời đói khát, được mọi người yêu mến là nhờ dư báo. Lại nữa này, các tỳ kheo đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát trụ xứ thứ bảy của cõi trời Kalutuk, dùng văn tuệ biết cõi ấy tên là Phổ Quang, do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi này. Dùng văn tuệ biết, người giữ giới, tu tập nghiệp lành, huân tập tâm theo pháp lành, với tâm bi, đem sự an ổn cho người bệnh, người phá giới, mà không mong cầu đền đáp. Nuôi dưỡng, người bệnh tâm không nhọc mệt, sau khi qua đời, vị ấy sinh lên cõi trời Phổ Quang, hưởng năm thứ dục lạc, trang sức vòng hoa trời, tâm ý vui vẻ, tùy ý vui chơi, dạo xem, có các thiên nữ vây quanh, oai đức rực rỡ như ánh sáng mặt trời, tất cả thiên chúng đều cung kính, tôn trọng, vui chơi trong núi Tu Di Báu, mặc áo cõi trời, trang sức, các vật báu, tùy ý vui chơi trong các vườn rừng, ao hoa sen, hang núi, dòng suối hưởng phước báu của nghiệp mình. Cõi ấy có hành lang bằng vàng ròng, có nhiều loài chim, gió thổi, lưới chuông, phát ra âm thanh vi diệu, có khu rừng tên Phổ Hiện, trang nghiêm sáng suốt rực rỡ, hơn 100.000 mặt trời, núi Tu Di có 7 ngọn núi bao quanh rừng ấy. 1. Cao Sơn, 2. Hợp Sơn, 3. Vũ Lạc, 4. Long Thanh, 5. Ái Quang, 6. Vũ Bảo, 7. Tinh Mang, treo các linh báo trên cây. Những thiên nữ trang sức vòng hoa trời, vui chơi trong rừng, thân phóng 100.000, ánh sáng rực rỡ soi rọi. Thiên tử thấy vậy buông lung theo năm dục, lấy hoa sen vàng, cùng nhau ca múa, vui chơi, không biết chán sắc thanh hương vị. Xúc, pháp, bị 36 ngọn lửa thiêu đốt giống như lửa cháy mà không biết sợ. Các tỳ kheo nói kệ. Khắp cả các cõi trời bị lửa ái bao quanh, thiêu đốt không thoát được, bị dục si sai khiến, như thêm củi vào lửa, ngọn lửa càng hừng hực, cũng thế người thọ lạc. Lửa ái tăng thêm dần, lửa củi ti hừng hực, người có thể tránh xa, lửa ái đốt thế gian, triền miên không hề tắt, người nào qua sông ái, biết lo sợ trùng độc, đạt đến nơi tịch tỉnh, do xa lìa ái dục. Người thoát khỏi lưới ái, xả bỏ mọi tham sân, người trí vượt phiền não, dứt hẳn mọi lo sầu, ai bố thí trì giới, tâm luôn nghĩ cõi trời, là ô nhiễm tịnh giới, giống như nước lẫn độc. Ai dối gạt chúng sinh, trải qua 100.000 kiếp, kẻ ngu không bỏ được, bị tham dục sai khiến, chúng sinh bị ái gạt, vẫn nương tựa tham ái, như người mang vác nặng, lại còn uống nước mặn. Uống rồi lại khát nữa, chẳng dừng nghỉ phút giây, kẻ ngu chẳng khéo xét, nhọc mệt tự khổ đau. Vì thế phải lìa ái, tâm ái khó điều phục, ái làm cho chúng sinh không thoát khỏi sinh tử, niềm an lạc vô thường là vui trong thiền định. Lạc ái thật tối thắng, thấy được thành niết bàn, thành tụ nhân thắng lạc, thọ lạc báo cõi trời, bị lưới ái trói buộc, lại chịu khổ địa ngục, ái trước sau điều ác, luôn chịu những khổ đau, ái, nguồn gốc khổ não. Pháp Phật dạy như vậy, cứ thế các tỳ kheo, quan sát khổ, chết chóc, chìm nổi trong dòng xoay ái dục của cõi trời, thì sinh tâm chán bỏ, quan sát tất cả các cõi trời thọ hưởng diệu lạc, đến khi nghiệp lành hết từ cõi trời, vị ấy bị thoái đọa, nhưng không đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh, được sinh trong loài người, có nhiều của báu vợ con nô tỳ tôi tớ khách buôn,
quyến thuộc hòa hợp là nhờ dư báu. Lại nữa, này các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát trụ xứ thứ 8 của cõi trời, Ca Lu Túc. Dùng văn tuệ biết cõi ấy tên là Thường Hoan Hỷ, do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi này. Dùng văn tuệ biết chúng sinh nào với tín tâm thanh tịnh, thấy người phạm pháp bị nhốt trong ngục sắp tử hình, liền đem tiền chuộc mạng để người ấy thoát chết, không vì tài lợi, chỉ vì tâm từ bi tạo lợi ích cho chúng sinh, không mong đền đáp. Sau khi qua đời, vị ấy sinh lên cõi trời Thường Hoan Hỷ, diệu lạc ở đó gấp trăm lần cõi trời khác. Đó là vì nghiệp thù thắng, cõi đó có vô lượng thiên nữ ca múa vui đùa dạo chơi trong hang núi bằng vàng tỳ lưu ly, tiếp xúc êm ái thích thú, qua bên sông suối vườn rừng hưởng diệu lạc cõi trời. Diệu lạc ở đó gấp trăm ngàn vạn lần diệu lạc của chuyển luân thánh vương. Vì sao? Vì cùng nghiệp với chư thiên, thân không có xương thịt, không nhơ uế, sống bên núi Tu Di, thân thể trang sức hoa sen báu, vòng hoa và y phục cõi trời. Khi lên núi vàng thì sắc thân màu vàng, lên núi lưu ly sắc thân màu lưu ly, vào trong ao nước sắc thân màu như nước. Khi lên núi lưu ly sắc thân sáng chói như mặt trời thứ hai, đó là năng lực của lưu ly. Nếu lên núi bạc, sắc thân như tuyết, như hoa câu vật đầu, toàn thân xinh đẹp, thiên nữ vây quanh, trỗi kỹ nhạc cõi trời, vui chơi trong vườn rừng, thọ hưởng diệu lạc cõi trời. Cứ thế vui chơi, họ thấy một khu vườn có đủ các loại cây, tên là thiên hí, thiên tử, lên điện vàng, diêm phù đàn, để vào rừng đó. Rừng ấy, cây cối mềm mại, âm thanh của các loài chim hòa quyện rất hay, thiên tử vào đó, chim hót tiếng cõi trời vì cùng nghiệp với chư thiên, vì nghiệp thiện cõi trời, liền hót kệ, những ai đã tạo ra những nghiệp lành đáng yêu sẽ thành tựu quả báo, thân khôi ngô xinh đẹp, đã hưởng lạc cõi trời mà không sống buông lung. Từ vui đến chỗ vui, sao ác đạt niết bàn, tất cả lạc vô thường đều phải bị chấm dứt, chớ thọ lạc cõi trời, làm an vui chính mình, diệu lạc trời vô thường, chết sẽ bị đọa lạc. Đã biết các pháp ấy, hãy cầu đạo niết bàn, mọi pháp đều hoại diệt, ở cao ác bị rơi, hòa hợp có chia ly, có sống phải có chết, chúng sinh trong ba cõi, hiện tại và vị lai, có sinh ác phải chết, không pháp nào thường còn, như mặt trời mọc lặng, ai nấy đều thấy được, sự sống cũng như vậy, chết luôn luôn hiển hiện. Biết các pháp như thế, tất cả đều sanh diệt, chớ buông lung tâm mình, buông lung hơn chất độc, cẩn thận không buông lung, đó là điều tốt đẹp, ai sống trong phóng dật là đi trên đường chết, người sống không phóng dật đạt đến nơi bất tử, kẻ sống trong phóng dật luôn đi trên đường chết, kẻ sống trong phóng dật như chất độc như lửa. Chúng sinh sống phóng dật lâm chung đến chỗ khổ, người không sống phóng dật đến đâu cũng được người kính, đạt được nơi tịch diệt, dứt hẳn sự phóng dật, mọi pháp lạc đều hết. Kẻ ngu không hiểu rõ, cho đến lúc lâm chung sẽ quên hết tất cả. Người nào yêu thân mình phải thực hành nghiệp thiện, tu hành trong pháp lạc như lời Đức Phật dạy, tất cả đều vô thường, sau đưa đến đau khổ, vì biết được như thật, Phật dạy cho chúng sinh. Nghe chim hót kệ xong, vị trời ấy tự suy xét tâm ý tỉnh ngộ, nhớ được quả báo đời trước, bỏ bớt sự buông lung, biết đủ, thân sáng suốt, giữ gìn tâm ý, không tham năm dục, không sống phóng dật. Nhưng chẳng bao lâu, tâm ý loạn động, vị trời ấy lại tham đắm năm dục, thọ hưởng năm dục, đến khi nghiệp thiện hết, vị trời ấy thoái đọa. Nếu không có nghiệp ác thì không đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh, được thọ thân người, không bị nạn vua, luôn hưởng an lạc, không gặp điều xấu là nhờ dư báo. Lại nữa này các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp,
Hãy quan sát trụ xứ thứ 9 của cõi trời, Kalutuk, dùng văn tuệ biết cõi trời ấy tên là Hương Lạc, do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi này, dùng văn tuệ biết được người nào giữ giới tinh tam bảo, cúng dường hương bột, hương hoa vào ruộng phước lớn Phật, Pháp Tăng, cúng dường bằng tâm thanh tịnh, nghĩ ta được tài vật như Pháp mà đem ra bố thí, nghĩ thế lòng vui mừng. Sau khi qua đời, vị ấy sinh lên cõi trời Hương Lạc, hưởng diệu lạc cõi trời, thân phóng ánh sáng, nghe được năm âm nhạc cõi trời, trong lòng luôn hoan hỷ, thọ hưởng năm dục lâu dài, các căn tham đắm dục lạc, chẳng biết bao lâu, lưu chuyển từ vô thủy, không biết nhàm chán. Vui chơi ngắm cảnh, thân thể trang sức, các vòng hoa, hương bột, hương xoa. Ở đó có các rừng cây, ánh sáng rực rỡ, có sông suối ao hồ bao quanh. Vị trời ấy vì tham đắm nơi cảnh dục, không nghĩ đến sự thoái đọa, bị tâm tham ái lừa dối, thọ hưởng năm dục lạc, đến khi nghiệp thiện hết, vị trời ấy thoái đọa. Nếu còn nghiệp thiện khác, thì không đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh, được thọ thân người, sinh vào nước an lạc, không gặp thời đau binh tàn phá đói khát, được mọi người cung phụng là nhờ dư báu. Lại nữa này các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát trụ xứ thứ 10 của cõi trời Kalutuk, dùng văn tuệ biết cõi ấy tên là Quân Đầu. Do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi này, người nào giữ giới bằng lòng tin thanh tịnh, thấy chúng sinh bị vua bắt tội, đem ra xử trảm liền cứu họ thoát chết. Sau khi lâm chung, vị ấy được sinh lên cõi trời Quân Đầu, thọ hưởng năm dục lạc và đủ các diệu lạc của những vị vua ở ba phương khác. Họ tham hoan lạc và ánh sáng, muốn được diệu lạc mãi, tùy ý có được hoan lạc của ba cõi trời, cho đến thọ hưởng các diệu lạc như thiên nữ, năm dục, âm nhạc. Đến khi nghiệp thiện hết, vị ấy bị thoái đọa, nhờ nghiệp thiện khác nên không đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Được thọ thân người, không bị khổ não lo sợ, không bệnh hoạn, được an ổn, thân xinh đẹp, được người yêu mến, có nhiều tài sản sống lâu, theo kiếp tăng, giảm là nhờ dư báu. Lại nữa này các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp và đã quan sát 10 trụ xứ của cõi trời Kalutuk, hãy quan sát trụ xứ thứ 3 của cõi Tứ Thiên Vương, tên là Thường Tứ Ý. Cõi này có bao nhiêu trụ xứ, dùng văn tuệ quan sát biết cõi này có 10 trụ xứ: 1. Hoan Hỷ Ngạn, 2. U Bát La Sắc, 3. Phân Đà Lợi, 4. Chúng Thái, 5. Chất Đa La, 6. Sơn Đảnh, 7. Ma Thâu, 8. Dục Cảnh, 9. Thanh Lương Trì, 10. Thường Du Hí. Đó là 10 trụ xứ của cõi trời Thường Tứ Ý. Do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi này, dùng văn tuệ biết chúng sinh giữ giới bằng tâm thanh tịnh, bỏ tà kiến, thấy ai chặt cây cối chỗ ở của quỷ thần và xoa la sát thì bảo vệ, không để cho họ chặt phá. Những quỷ thần đó không gây hại cho người sống vui vẻ nơi cây cối. Nếu không có cây cối thì chúng khổ đau. Nhờ người này, quỷ thần được vui vẻ. Sau khi mạng chung, vị ấy được sinh lên cõi trời Hoan Hỷ Ngạn, hưởng diệu lạc cõi trời. Ở đó có ao tên Thanh Lương, có các loài thiên nga vịt trời uyên ương màu sắc hoàng kim, hót tiếng lạnh lót. Trong ao có hoa sen bằng bảy báu, có rừng cây sắc vàng tên là Kim Lâm bao quanh ao sen đó. Rừng cây màu vàng báu rọi bóng trong ao, tạo ra vô số màu sắc. Ao đó đẹp như ao của vua Đế Thích. Lúc ấy trời Đế Thích từ trên đi xuống định đánh Atula, thấy hoa sen ấy đẹp như mặt trời mới mọc, có vô lượng trăm ngàn hoa sen trang sức như thế. Thấy vậy, Đế Thích nói với các vị trời: ao Thanh Lương này phong cảnh thanh tịnh thật kỳ diệu, vị trời ấy luôn yêu thích ao hoa công đức này. Thiên tử cõi Hỷ Ngạn cùng các thiên nữ vui chơi thọ lạc không sao ví dụ được, họ tự do vui chơi. Các thiên nữ bao quanh hưởng mọi diệu lạc bậc nhất,
Họ tự do đi lại, ăn uống, bên bờ ao và những nơi khác mà thân thể không mệt mỏi, tâm ý luôn vui vẻ, nghe đủ tất cả âm thanh, ca múa, vui đùa liên tục không ngớt. Họ nghĩ đến hoan lạc, thân tâm thanh tịnh, vô cấu, ngày một phát triển, hưởng năm dục lạc, tâm không biết chán. Vì sao? Vì tâm ái như lửa, nên không biết đủ. Cứ thế thiên tử vui chơi ở các núi sông, cung điện, ao hoa, trang sức bảy báu. Ở những nơi vui chơi, thiên tử nghe đủ các loại âm thanh, cùng các thiên nữ vui chơi thọ lạc trong các rừng cây. Trên đỉnh núi Tu Di, các thứ báu, tỳ lưu ly, bạch ngân, san hô, vàng ròng, sáng soi rực rỡ, vị ấy tự do đi lại rực rỡ như mặt trời, đáng yêu như mặt trăng, nhờ nghiệp thiện. Có đủ các màu sắc không sao ví dụ được. Được thân thù diệu hưởng quả báu của nghiệp thiện, vị trời ấy vui chơi hưởng năm thứ dục lạc, đến khi nghiệp thiện hết, vị ấy bị thoái đọa. Nếu nhờ nghiệp thiện khác thì không đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh, được thọ thân người xinh đẹp thù diệu an ổn vui vẻ, có nhiều của báu hưởng diệu lạc thù thắng là nhờ dư báu. Lại nữa này các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát trụ xứ thứ hai của cõi trời thường tứ ý, dùng văn tuệ biết cõi ấy tên là U Bát La Sắc, do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi này, dùng văn tuệ biết chúng sinh tu hành theo chánh pháp, giữ giới bằng tịnh tính là để cúng dường Phật, Pháp, Tăng, xây ao hoa U Bát để cúng dường Tam Bảo. Sau khi qua đời, vị ấy sinh lên cõi trời U Bát La Sắc, hưởng diệu lạc cõi trời, vui chơi ca múa trong ao hoa, hưởng vô lượng an lạc, các khu rừng trang sức bằng lưu ly, san hô, vàng ròng, đất đai mềm mại, có vô lượng thiên nữ vui chơi trong đó. Tùy ý niệm được thành tựu mọi diệu lạc cõi trời, có vô lượng hang núi để vui chơi thọ lạc, nhờ nhân vui, được quả vui, năm cảnh, mà năm căn tiếp xúc cũng vui, sắc thân như lưu ly, như hoa, U Bát La thiên tử vui chơi ở các ao hoa, hương thơm của hoa U Bát La thoảng ra sông khắp, trăm do tuần, thơm hơn hương của các loài hoa khác. Như vua tối thắng là nhờ được nhân quả, Đức Phật dạy, sau khi lên cõi trời vị ấy, thích ao hoa vui chơi trong đó, hưởng vô lượng, hoan lạc, tâm luôn yêu thích sáu cảnh mà sáu căn tiếp xúc, đến khi nghiệp thiện hết, vị ấy bị thoái đọa, nhờ nghiệp thiện khác nên không đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh, được thọ thân người, sinh vào nước lớn, có nhiều cây ăn trái, đầy đủ diệu lạc cõi trời, có nhiều tài sản là nhờ dư báo. Lại nữa này các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp, dùng văn tuệ biết trụ xứ thứ ba của cõi thường tứ ý tên là Phân Đà Lợi, do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi này, dùng văn tuệ biết chúng sinh nào thanh tịnh, thân ngữ ý, xây ao sen cúng dường Phật Pháp Tăng Bảo, sau khi qua đời, vị ấy sinh lên cõi trời Phân Đà Lợi nhờ thành tựu nghiệp thiện, hưởng diệu lạc cõi trời, thân thể trang sức, các vật báu sáng rực, được chư thiên yêu mến. Trang sức, các vòng hoa, có các thiên nữ vây quanh. Trang sức, các vật báu như kim cương, báu ma ni xanh, sa cừ cùng nhau vui chơi, tự do, thọ lạc, đến khi nghiệp thiện hết, vị ấy bị thoái đọa. Nếu còn nghiệp thiện khác thì không đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh, được thọ thân người, sinh vào nước nào cũng có nhiều ao đầm tài sản giàu có, hưởng mọi an lạc thù diệu, được cha mẹ anh em vợ con quyến thuộc yêu mến là nhờ dư báo. Lại nữa này các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát trụ xứ thứ tư của cõi trời thường tứ ý, dùng văn tuệ biết cõi ấy tên là Thái Địa, do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi ấy. Dùng văn tuệ biết chúng sinh nào với tín tâm thanh tịnh nhuộm ca sa cho các tỳ kheo tăng, hoặc bằng màu tất bát la đỏ vàng tía xanh biếc, chiên đàn xanh lục đen, dùng các màu sắc nhuộm pháp phục cho người xuất gia, sau khi qua đời vị ấy được sinh lên cõi trời Thái Địa, hưởng diệu lạc cõi trời, thân thể trang sức y phục vòng hoa đẹp, thân thường phát ra các loại ánh sáng chiếu soi đất ấy, tất cả
cả các nơi đều như vậy. Ánh sáng đất ấy giống như ánh sáng hoa xích bảo. Có các loại màu sắc xanh vàng trang nghiêm đất ấy, tất cả y phục để trang sức. Thân cũng như vậy, vị trời ấy vui chơi trong rừng, luôn hưởng diệu lạc không đâu sánh bằng, có vô lượng sự thù thắng đầy đủ công đức. Nhờ nghiệp thiện, thọ hưởng các thứ an lạc, cõi ấy. Có các vườn rừng, cung điện, lầu quán, thiên tử, cùng các thiên nữ xinh đẹp vui chơi ở đó, họ đến đâu cõi ấy. Cùng màu sắc như họ, tất cả rừng cây, ngọn núi ao hoa dòng sông, con suối cũng vậy, họ trỗi nhạc, ca múa vui chơi hưởng lạc, cùng các thiên nữ yêu mến nhau, vui chơi với lục dục, ăn vị, tu đà, uống vị, cam lồ cõi trời không say loạn, thiên chúng vây quanh, hưởng sự vui sướng này, quan sát xong, tỳ kheo nói kệ. Nghiệp lành thật cao lớn, hơn cả núi Tu Di, nghiệp lành đưa người đến, cõi A Ca Nị Trá, giữ gìn các giới cấm, bảo vệ tất cả loài, quả báo của nghiệp lành, hưởng diệu lạc cõi trời, ánh sáng giới trang nghiêm, nước giữ giới thanh tịnh, tắm sạch người tu hành, xin cõi trời thọ lạc, thế giới tự điều phục, lợi ích các chúng sinh, bằng trí tấn tâm từ. Người ấy sinh lên trời, chánh hạnh lìa lỗi lầm, trang sức bằng báu giới, thương xót các chúng sinh, người ấy sinh lên trời. Chất trật giống như vàng, lọc ra khỏi tạp chất, tu hành thích chánh nghiệp, người ấy sinh lên trời, từ bi các chúng sinh, tâm luôn tạo lợi ích, không nhiễm nhẫn nghiệp ác, người ấy sinh lên trời, ngày đêm giữ giới cấm, người trí luôn hộ trì. Người ấy sinh lên trời, thường được hưởng diệu lạc, người nào tự suy xét, cởi con ngựa giữ giới, đến cung điện cõi trời, nơi vô lượng an lạc. Vui chơi ở cung trời, hưởng hoan lạc cõi trời, đều do giữ tịnh giới, Đức Như Lai dạy thế, người nào tự trang sức, hoa quý đẹp cõi trời, vui chơi ở cõi trời, đều là nhờ nghiệp thiện. Rừng vườn được trang sức bằng hoa u bát la, ai vui chơi ở đó đều là nhờ nghiệp thiện, ai sống ở hư không trang sức bằng báu trời, thanh tịnh và sáng suốt đều nhờ giữ tịnh giới. Nơi trang sức bậc báu đầy hương hoa vi diệu, vui chơi ở trên núi đều nhờ giữ tịnh giới. Như người vào nhà mình, lòng không chút lo sợ, giữ giới cũng như vậy, lên đến các cõi trời, chẳng phải hương kê đa, ma lô và chim bạc, vượt cả hương cõi trời, hương giữ giới tối thắng, người nào hộ giới cấm. Là người rất thù thắng, ai xả ly giới cấm, đó chính là kẻ chết, đã biết công đức này, nếu yêu thích thân mình, khéo giữ gìn giới cấm, xa lìa tâm phạm giới, giữ giới luôn điều phục, nhẫn nhục người thích nhìn, như người lên thềm cấp, đến cõi trời diệu lạc. Tỳ kheo, đã quan sát quả báo của nghiệp mà vị trời ấy thọ hưởng như thế, đã biết nghiệp quả rồi nhàm chán tâm tham dục trong sinh tử. Vị trời ở cõi thái địa vui chơi thọ lạc, đến khi nghiệp hết vị ấy bị thoái đọa, nhờ nghiệp thiện khác, nên không đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh, được thọ thân người, được mọi người kính mến, có nhiều tài sản sinh ở phương Nam, nơi không có não loạn là nhờ dư báo. Lại nữa này các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát trụ xứ thứ năm của cõi trời thường tứ ý, dùng văn tuệ biết cõi ấy tên là Chất Đa La, do những nghiệp gì, chúng sinh được sinh lên cõi này, dùng văn tuệ biết chúng sinh có tính tâm và bi tâm, bố thí thức ăn cho người giữ giới và kẻ không giữ giới, sau khi qua đời, vị ấy sinh lên cõi trời Chất Đa La, nhờ các loại nghiệp thiện mà được các thứ diệu lạc, đủ các đồ dùng, cùng các thiên nữ vui chơi thọ lạc trong các vườn rừng, hang núi, dòng suối, ao hoa u bát la, hoa bát đầu mà. Thân thể trang sức nhiều thứ y phục, có đủ ngôn từ, khéo léo, thông thạo, hoài nhã, lời vui đùa, lời biện luận, tạo các loại nhân hợp.
hưởng nhiều sự diệu lạc trong các vườn rừng. Quan sát xong, tỳ kheo hoan hỷ nói kệ: những nghiệp mình đã làm còn hơn họa sĩ giỏi, họa sĩ nghiệp cõi trời, vẽ các loại quả vui cùng tất cả màu sắc. Quán xét thì đếm được, nghiệp tâm vẽ nhiều màu, không thể biết số lượng, phá tường bức tranh mất, cả hai việc cùng lúc, nhưng khi thân hư hoại, bức tranh nghiệp không mất, ví như một họa sĩ, vẽ tất cả bức tranh, tâm này cũng như vậy, tạo ra đủ loại nghiệp. Những bức tranh hiển hiện, ai thấy cũng yêu thích, tranh năm căn cũng vậy, theo nghiệp có sinh tử, họa sĩ giỏi trong đời, hiện tại có thể thấy, họa sĩ, tâm vi tế, không một ai thấy được những hình vẽ xấu đẹp. Hiển hiện trên vách tường, tâm nghiệp cũng như vậy, tạo quả báo thiện ác, tâm này suốt ngày đêm, luôn suy xét không ngừng, vì thế nghiệp theo tâm, phát triển không xa rời, gió mưa bụi mây nắng, tạo bức tranh hư hoại, khi bỏ thiện bất thiện, các nghiệp mới mất hết. Tỳ kheo quan sát họa sĩ, tâm tự do tạo nghiệp, quan sát như thật về nghiệp rồi nhàm chán sinh tử, vị trời này thọ hưởng quả báo của các nghiệp ái, đến khi nghiệp hết, vị ấy bị thoái đọa, nếu còn nghiệp thiện khác thì không đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Được thọ thân người có nhiều tài sản, luôn thực hành chánh pháp, đi con thuyền lớn để tìm quả báo là nhờ dư báo. Lại nữa này các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp hãy quan sát trụ xứ của cõi trời thường tứ ý, dùng văn tuệ biết trụ xứ thứ sáu của cõi này tên là Sơn Đảnh, do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi này. Dùng văn tuệ biết chúng sinh nào có tâm thiện xây nhà làm phước để mọi người tránh mưa nắng, sau khi mạng chung vị ấy sinh lên cõi trời Sơn Đảnh, hưởng diệu lạc cõi trời, vui thú với năm dục, thành tựu các quả báo tốt. Cõi đó có bảy khu vườn rừng: 1. Mạng Đà La Hí Lâm, 2. Vân Lâm, 3. Tức Lạc Lâm, 4. Du Hí Lâm, 5. Hống Lâm, 6. Huyển Lâm, 7. Nikala Lâm. Vị ấy cùng các thiên nữ vui chơi ca múa, trỗi nhạc trời, mặc tình hưởng diệu lạc tột đỉnh. Họ vui chơi trong các vườn hoa, dùng các kho báu trang trí các núi. Trên mỗi đỉnh núi phát ra ánh sáng màu hoàng kim, họ vui chơi ở đó thì không có bệnh khổ. Nhờ những nghiệp thiện được sinh lên cõi này, hưởng diệu lạc cõi trời, cùng nhau vui chơi bên dòng suối, ao tắm hoa sen, đến lúc nghiệp thiện hết, vị ấy bị thoái đọa. Nếu còn nghiệp thiện khác thì không đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, được thọ thân người, làm thầy của bậc đại vương, được mọi người kính mến là nhờ dư báo. Lại nữa này các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát trụ xứ của cõi trời thường tứ ý. Dùng văn tuệ biết trụ xứ thứ bảy của cõi này tên là Ma Thâu. Do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi này, dùng văn tuệ biết chúng sinh tu tập nghiệp lành, thọ trì giới cấm, tạo lợi ích cho chúng sinh, tâm từ bi hòa diệu, ngay thẳng không vua nịnh, không gây tổn não cho người khác, đem thức ăn bố thí cho người đi đường, sa môn bà la môn, người nghèo cùng, bệnh khổ, cô độc, bố thí một ngày, hai ngày hoặc nhiều ngày, liên tục không ngừng, sau khi qua đời vị ấy sinh lên cõi trời. Hưởng hoang lạc cõi trời, cõi ấy có các khu vườn treo nhiều dây linh, phát ra tiếng hay, các thiên nữ vây quanh, vui vẻ thọ hưởng vô luận dục lạc cõi trời. Có nhiều đồng tử, mặc tình, thọ hưởng, thức uống, ăn cam lồ, dùng hoa mạng đà la kết thành vòng, vui chơi trong các vườn hoa. Ở đó có các núi bằng vàng, tỳ lưu ly pha lê. Trong vườn hoa, có nhiều loài ong phát ra âm thanh rộn rã. Thiên tử cùng các thiên nữ vui chơi trong vườn rừng. Rừng ấy sáng rực hơn ánh sáng mặt trời. Trong rừng mạng Đà La, rừng Câu Sa, có các loài chim sắc hoàng kim hót líu lo. Nghe thật đáng yêu, họ nghe được năm thứ âm nhạc, thọ hưởng diệu lạc cõi trời. Đất ấy làm bằng tỳ lưu ly, có nhiều ao hồ, đáy ao được rải cát, chân châu, nước ao là nước tám công đức, núi Tu Di Lu, có các thứ đá bằng tỳ lưu ly, pha lê ca, thiên tử, cùng các thiên nữ vui chơi, hưởng lạc, tự thọ hưởng các quả báo, đến khi nghiệp thiện hết, vị ấy bị thoái đọa, nếu còn nghiệp thiện, khác,
thì không đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh, được thọ thân người, luôn được giàu có vui vẻ, được vua phong ấp ở gần núi Mân Trà, đều là do dư báo. Lại nữa này các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát các trụ xứ của cõi trời thường tứ ý, dùng văn tuệ biết trụ xứ thứ 8 của cõi này tên là dục cảnh. Có những nghiệp gì, chúng sinh được sinh lên cõi này, dùng văn tuệ biết chúng sinh đem thức ăn, thuốc thang cho những người trì giới, kẻ tà kiến, người bệnh để họ được an ổn, không có bệnh khổ sau khi qua đời, vị ấy sinh lên cõi trời dục cảnh, hưởng diệu lạc cõi trời không sợ hãi. Chư thiên ở cõi ấy đều cung phụng, nhờ nghiệp thù thắng nên quả báo cũng thù thắng. Ví như nhiều đèn lớn thì ánh sáng rực rỡ, vị ấy ở cõi trời hưởng mọi an lạc thù thắng, nhờ oai lực của nghiệp thiện, được sinh lên cõi này, được vui chơi thọ lạc ở núi Tu Di bằng tỳ lưu ly, ma ni. Cõi ấy có nhiều thắng cảnh vườn rừng ao tắm, sông suối được trang trí bằng bảy báo sáng rực. Có các thiên nữ cung kính vây quanh, mặc tình thọ nhận năm thứ dục lạc, ở đó thọ lạc đến khi nghiệp thiện hết. Vị ấy bị thoái đọa, nếu còn nghiệp thiện khác thì không đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh, được thọ thân người. Xinh đẹp, không lo sợ, có nhiều tài sản, được vua kính trọng, mọi người cung phụng, sống lâu, sinh vào nước an lạc. Gặp thời chánh pháp, không sinh vào thời ác là nhờ dư báo. Lại nữa này các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát trụ xứ của cõi trời thường tứ ý. Dùng văn tuệ biết trụ xứ thứ 9 của cõi này tên là Thanh Lương Trì, do những nghiệp gì, chúng sinh được sinh lên cõi này. Dùng văn tuệ biết chúng sinh có tín tâm, bi tâm, thấy chúng sinh bị bệnh khác sắp chết, thấy sứ giả Diêm La hết sức lo sợ, liền đem nước đường, nước lạnh cho người bệnh. Nhờ nhân duyên này, sau khi qua đời, vị ấy sinh lên cõi Thanh Lương Trì, hưởng diệu lạc cõi trời, cõi ấy có đủ những nơi vui chơi như suối, sông, ao, hồ. Vị ấy thọ hưởng mọi thứ diệu lạc, mắt thấy đủ các màu sắc, mũi ngửi các hương thơm, thân tiếp xúc sự êm ái, âm thanh mùi vị cũng vậy, tâm ý mát mẻ, xa lánh sự say sưa, đủ các thức uống. Vị ấy có năm thứ công đức, uống nước xong thì có được 10 thứ công đức, đi trên không chẳng bị rớt, không bị trở ngại như đi trên đất bằng, không lao lực, ca múa vui chơi, tâm luôn hoan hỷ, hưởng công đức cõi trời và trăm thứ an lạc, nghe tất cả âm thanh, không bị ngăn ngại, vị ấy mặc tình, thọ nhận an lạc, thuận diệu và mọi diệu lạc của cảnh giới. Cõi đó có 8 khu rừng bằng 7 báu. 1. Tứ hoan hỷ. 2. Du hí hành. 3. Ý thanh hương. 4. Minh phong lạc. 5. Âm nhạc thanh. 6. Diệp âm. 7. Hoa lâm. 8. Như ý. Vị trời ấy vui chơi thọ lạc trong những khu rừng này, mắt xem sắc đẹp, tai nghe tiếng hay, mũi ngửi hương thơm, lưỡi nếm vị ngon, tâm thanh tịnh, lìa cấu nhiễm, năm căn thọ hưởng diệu lạc của năm cảnh. Cứ như vậy nên bị lục dục thiêu đốt, lửa lục dục ngày một tăng, trưởng hừng hực mà không hay biết, sống trong sự phóng dật tổn hại tâm, đến khi nghiệp thiện hết, vị ấy bị thoái đọa, nếu còn nghiệp thiện khác thì không đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh, được thọ thân người, không bị đói khát, không mỏi mệt, không gặp sự sợ hãi của đói khát, hưởng mọi an lạc thượng diệu, được mọi người yêu mến, cung phụng, tọa cụ, thuốc thang là nhờ dư báo. Lại nữa này các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát trụ xứ của cõi trời thường tứ ý. Dùng văn tuệ biết trụ xứ thứ 10 của cõi này tên là thường du hí. Do những nghiệp gì, chúng sinh được sinh lên cõi này, dùng văn tuệ biết chúng sinh xây phòng xá, vẽ cảnh người chết cho những người tu thiền để họ sinh tâm nhàm chán. Sau khi qua đời, vị ấy sinh lên cõi trời thường du hí, hưởng mọi diệu lạc. Cõi ấy trang trí bằng các thứ báu như vàng, tỳ lưu ly, san hô, nhân đà, mani xanh, thiên tử, vui chơi thọ lạc, nghe vô lượng âm thanh thật đáng yêu, không sao nói hết, tùy ý có được các thức uống, ăn, y phục, hoa hương, có vô lượng nơi vui chơi như kiến lâm, duyệt lạc,
điệu âm, âm thanh, tứ ý, thiện hương, xúc ý, xông ướp các thứ hương, có đủ an lạc vui đùa, đi trên hư không, thấy bạn bè tâm vui mừng, đi trên các núi báu, cũng hưởng sự vui vẻ như vậy. Nghe năm thứ âm nhạc, đến khi nghiệp thiện hết, vị ấy bị thoái đọa, nếu còn nghiệp thiện khác, thì không đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh, được thọ thân người, luôn có được những nơi để vui chơi, mặc y phục sặc sỡ, thích lời hay, trò chơi là nhờ dư báo. Lại nữa này, các tỳ kheo đã quan sát nghiệp quả của ba trụ xứ ở cõi trời tứ thiên vương rồi, hãy quán trụ xứ thứ tư, dùng văn tệ quan sát cõi trời tam không hầu. Cõi này có 10 trụ xứ: 1. Càn Đà La, 2. Ứng Thanh, 3. Hỷ Lạc, 4. Thám Thủy, 5. Bạch Hân, 6. Cộng Ngu Lạc, 7. Hỷ Lạc Hành, 8. Cộng Hành, 9. Hóa Sinh, 10. Tập Hành. Đó là 10 trụ xứ của các cõi trời tam không hầu. Các tỳ kheo cứ như vậy mà quan sát quả báu của nghiệp ở các trụ xứ ấy, do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi trời này, dùng văn tuệ biết được chúng sinh do tu tập nghiệp lành nên sinh lên cõi trời ấy, hưởng quả báo tương xứng. Trụ xứ thứ nhất của cõi tam không hầu tên là Càn Đà La, do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi trời ấy. Chúng sinh nào có tính tâm tu thân cúng dường vườn rừng hoặc ruộng mía hoặc rừng im la, rừng cây ăn trái cho chư tăng thọ dụng, sau khi qua đời vị ấy sinh lên cõi trời Càn Đà La, thọ hưởng vô lượng diệu lạc, xoa thân bằng chiên đàn và ngu đầu chiên đàn cõi trời, có vô lượng thiên nữ trang sức lộng lẫy, giỏi ca múa, biết các trò chơi, cùng vây quanh vui đùa hưởng lạc. Ở các vườn rừng ao hoa, họ mặc y phục, đeo vòng hoa cõi trời, yêu mến lẫn nhau, hương thơm của hoa tỏa khắp trăm do tuần. Nghe mùi hương ấy, các ngọc nữ cõi trời đều hoan hỷ, càng thêm buông lung, chiêm ngưỡng thiên tử, tình dục không chán. Họ thể hiện sự cung kính bằng vô luận cách, thiên tử mặc tình thọ hưởng hoan lạc. Cõi ấy có các dòng sông: 1. Bảo Lưu, 2. Ba Lưu, 3. Kim Lưu, 4. Tửu Lưu, 5. Mỹ Lưu, 6. Lưu Mạc Tiếu. Ở đó có những con thiên nga vịt trời uyên ương, kêu tiếng rất hay. Hai bên bờ sông có nhiều rừng cây xum xuê tươi tốt, có nhiều chim quý màu sắc sặc sỡ, hót tiếng thánh thót thật đáng yêu thích. Các thiên nữ ca hát rất hay, nghe tiếng chim hót càng tăng thêm dục vọng, không thích âm thanh khác. Nghe xong lại vui vẻ, hưởng vô lượng diệu lạc, đủ 7 âm thanh du dương. Trong sông chim chóc, thiên nữ ca hót vui chơi, uống nước cam lồ không say sưa. Thiên tử cùng các thiên nữ vui chơi thọ lạc ở các núi báu bằng vàng, tỳ lưu ly pha lê, vườn rừng sông suối, ao sen có đầy chim chóc. Lại cùng thiên nữ vui chơi thọ lạc ở trên đất tỳ lưu ly xanh, có đầy hoa thơm, nhờ nghiệp thiện nên thành tựu được mọi diệu lạc cõi trời. Tỳ kheo dùng văn tệ quan sát các thứ diệu lạc cõi trời xong, nói kệ: năm căn luôn thọ lạc, bị cảnh dục lừa dối, chưa bao giờ biết chán lửa dục trong chốc lát. Ở các cảnh khác nhau, thấy được những thiên nữ, những cảnh giới thù thắng, lửa dục càng bùng cháy, hoặc hội hợp ly tán, hoặc nói hoặc nghĩ nhớ. Chính vì các thiên nữ, lửa dục đốt chư thiên, lửa do hòa hợp có, không hợp thì không sinh. Nhưng dù hợp hay không, lửa dục luôn hừng hực. Các duyên không hòa hợp, lửa xa thì không đốt, lửa dục không xa gần, luôn thiêu hại chúng sinh. Với sức củi ý tưởng và tà niệm sai khiến, lửa dục thêm dầu ái, thiêu đốt kẻ ngu si. Nếu dùng lửa đốt thân, chốc lát bị dập tắt, danh sắc ly tán rồi, lửa dục vẫn không tắt. Lửa dục hại chúng sinh còn hơn lửa đốt người. Lửa dục hại tuy nhiều,
nhưng người không nhàm chán, năm căn do các duyên. Duyên với năm cảnh giới, khi gió ái thổi vào, lửa dục đốt chúng sinh, từ đuốc ức niệm sinh, do cảnh giới tăng trưởng, tuy là pháp không thấy, đốt người hơn lửa dữ. Lửa dục cũng như vậy, bùng cháy hơn lửa hần, bị dục vọng che mù, tham đắm những dục lạc. Lửa thường có ánh sáng, lửa dục làm tối tăm, dục ấy như độc oán, người trí hãy xa rời. Quan sát lửa dục thiêu đốt trời người, tỳ kheo sinh tâm xót thương vì thấy được tội lỗi của chúng nên không thích hoang lạc cõi trời. Vị trời càng đà la thọ hưởng diệu lạc như thế, đến lúc nghiệp thiện hết, vị ấy qua đời. Nếu còn nghiệp thiện khác, thì không đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh, được thọ thân người. Có nhiều ruộng vườn tài sản phong ấp là nhờ dư báo. Lại nữa này các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát các trụ xứ của cõi trời tam không hầu. Dùng văn tệ quan sát trụ xứ thứ hai của cõi ấy, tên là Ứng Thanh. Do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi này, dùng văn tuệ biết chúng sinh, thực hành nghiệp thiện, nói một bài kệ chánh pháp cho người tà kiến nghe, để tâm họ thanh tịnh, mát mẻ, tin Phật. Sau khi qua đời, vị ấy sinh lên cõi trời Ứng Thanh hưởng năm dục lạc, vui chơi ở dòng thiên hà, ao hoa sen, núi báu tỳ lưu ly vàng pha lê, nghe âm nhạc càng thác bà, có các thiên nữ trang sức lộng lẫy, xinh đẹp không ai sánh bằng, ca múa vui chơi vây quanh thiên tử càng thêm hỷ lạc. Họ vui chơi trên các ngọn núi, thọ nhận mọi sự diệu lạc, trang sức thân bằng hương bột, vòng hoa trời, cõi ấy có vô lượng cảnh giới để vui chơi như hang núi, núi vàng, vườn rừng. Có các núi vàng như Chim Bà Đế, Vô Ảnh Chi, Nhất Thiết Lạc, Tâm Ý Hóa, các ngọn núi ấy được trang trí bằng các thứ báu và vườn rừng vàng. Các thiên chúng hoan hỷ ca tụng vui chơi ở trên núi, bên dòng sông, ao sen, ở đó nước rất trong mát, chim chóc mặc tình ca hót líu lo, những nơi ấy thật đáng yêu thích. Thiên tử hưởng quả báo của nghiệp mình, cùng các thiên nữ vui chơi thọ lạc, có các loài chim hót tiếng thánh thót, ong bướm rộn ràng, thiên tử cùng các thiên nữ vui chơi ở cung điện, vườn rừng, hưởng diệu lạc thượng diệu. Vị địa thiên ấy hưởng mọi diệu lạc cho đến khi nghiệp thiện hết, từ cõi trời bị thoái đọa theo nghiệp lưu chuyển, chịu mọi sự sinh tử, hoặc đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Nếu còn nghiệp thiện khác, sẽ được thọ thân người sinh trong dòng hào phú, được người kính trọng, thân ngữ ý điều thiện, quyến thuộc đoàn kết, đầy đủ nô tỳ hầu hạ là nhờ dư báo. Lại nữa này các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát các trụ xứ của cõi trời tam không hầu, dùng văn tuệ biết trụ xứ thứ ba của cõi ấy, tên là Hỷ Lạc. Do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi ấy, dùng văn tuệ biết chúng sinh tu hành nghiệp thiện, bố thí thức uống ngon cho người bằng tính tâm thanh tịnh, hoặc bố thí nước sạch cho người đi đường để họ an lạc, hoặc đẩy giếng sợ các loài rắn độc, nhện, trùng, kiến rơi vào giếng làm cho người đi đường uống vào khổ não. Làm việc như thế mà không mong đền đáp chỉ vì phước đức, sau khi qua đời vị ấy sinh lên cõi Hỷ Lạc. Người sinh ở đó thân hình sáng rực như mặt trời thứ hai, đó là nhờ nghiệp thiện. Thiên tử cùng với các thiên nữ vui chơi ở hang núi, sông suối ao hồ, thân hình xinh đẹp, tươi trẻ, không có khổ vì già, hưởng vô lượng sắc, thanh, hương, vị, xúc, năm thứ dục lạc. Rừng núi ở đó phần nhiều là cây bằng bảy báo, không có các cây héo. Hoa của cây cũng không bao giờ héo, luôn thoảng mùi thơm. Rừng cây sắc hoàng kim, cành vàng rợp mát, có núi bằng lưu ly trang nghiêm, các loài chim khổng tước, câu xí la, có cánh bằng bảy báo, hót tiếng thánh thót, thiên tử tự quan sát thân tướng, tâm sinh vui vẻ, tùy ý,
Niệm của các thiên tử, các loài chim, ca hót líu lo, nghe xong ai cũng sinh tâm thán phục. Loài chim này có thể biết được tâm niệm của ta, theo ý ta mà ca hót líu lo. Trong miệng chim luôn tiết ra nước ngọt, chúng uống vào thì càng thêm buông lung vui vẻ, hót tiếng trăm ngàn công đức. Tiếng ấy trong trẻo, công đức thù diệu, nghe tiếng chim ca hót, tâm ái dục càng dông ruổi, tâm ý hoang lạc. Lại có loài chim tên Huề Du Hí, đậu trong võng lưới, gắn linh, hót tiếng líu lo. Tiếng ấy khớp với tiếng linh, không thể nào phân biệt được. Hai tiếng ấy giao hòa, tạo thành âm thanh càng hay. Lại có loài chim tên Ngạn Hành, sống bên bờ sông, trong ao sen vàng tiết ra nước thơm. Lại có loài chim tên Ảnh Du, chúng đi đến đâu mặt đất biến màu như chúng. Lại có loài chim tên Luân Điểu, nếu thiên nữ gần loài chim này thì thân hình xinh đẹp, thù diệu hơn trước gấp trăm lần. Thiên tử vui chơi trong các vườn cây hưởng lạc không bao giờ hết, thành tựu tùy ý diệu lạc tột đỉnh, thanh tịnh không gì sánh bằng. Có vô lượng thiên nữ vây quanh vui chơi trong rừng hoặc trong núi, bay lên hư không đến đỉnh núi vàng Tỳ Lưu Ly. Ở đó có nhiều ao hoa sen và có các loài thiên nga vịt trời, uyên ương, nước ao trong sạch như Tỳ Lưu Ly, nước thơm, lặng trong, luôn tràn đầy. Ở những nơi vui chơi có nước thơm chảy ra, hương của rừng cây, sông ướp khắp nơi, xung quanh núi ấy có vô lượng cây bằng vàng Tỳ Lưu Ly, mặt đất mềm mại, lên xuống theo từng bước chân. Thiên tử cùng thiên nữ vui chơi, hưởng lạc ở đất ấy, mắt xem vô lượng trăm ngàn sắc đẹp, tai nghe vô lượng trăm ngàn tiếng hay, mũi ngửi vô lượng trăm ngàn hương thơm. Các căn thọ hưởng vô lượng diệu lạc như vậy, đến khi nghiệp thiện hết, vị ấy qua đời. Nếu còn nghiệp thiện khác thì không đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh, được thọ thân người, luôn được an lạc, được vua quý trọng và mọi người yêu mến, đó là nhờ dư báo. Lại nữa, này các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát các trụ xứ của cõi trời Tam Không Hầu, dùng văn tuệ biết trụ xứ thứ tư của cõi này tên là Thám Thủy. Do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi ấy, dùng văn tuệ biết chúng sinh tu hành nghiệp thiện, có tính tâm, bi tâm và tâm làm lợi ích, thấy người bệnh khổ sắp chết, cổ họng lấy hơi lên, ngay lúc chưa chết đem nước dinh dưỡng và tài vật bố thí để kéo dài mạng sống người ấy. Nhờ nghiệp thiện này, khi qua đời, vị ấy sinh lên cõi trời Thám Thủy, hưởng diệu lạc cõi trời. Oai đức sáng rực như vua Đế Thích, có các thiên nữ vây quanh, vị ấy luôn hưởng mọi diệu lạc, hưởng quả báo của nghiệp mình trải qua thời gian lâu xa. Thấy vô lượng rừng cây, sông suối, vị ấy cùng các thiên nữ vào rừng ma lợi, lại có vô lượng sông ao tắm, hoa sen trang trí. Họ nghe âm nhạc hay cõi trời, tiếng nhạc càng thác bà, tiếng chim hót, các thiên nữ vui vẻ nô đùa trong rừng. Rừng ấy có nhiều hoa trái, cây báo, có các rừng Mạng Đà La, Câu Xá La, Bất Phá Hoại, Thường Hoan Hỷ, Chánh Hoan Hỷ, Như Ý Hương, hương hoa tỏa khắp mọi nơi. Các thiên chúng mặc tình vui chơi ở trong rừng ma lợi, rồi đến năm rừng hoa kia vui chơi thọ lạc. Trong rừng đó có các loài chim tên Túc Mạng, thấy chư thiên chúng liền hót kệ, phước đức đáng yêu thích, đạt quả báo thù thắng. Vì thế hãy tu phước, không gì bằng thuyền phước, phước đức kho vô tận và là người thân nhất, phước đức như đèn sáng, như cha mẹ từ hòa, do phước đức lên trời và đến cảnh giới lành, người tu tập phước đức hưởng phước lạc cõi trời. Người tu phước thù thắng luôn sống nơi an lạc, vì thế hãy tu phước, không gì vui bằng phước, lợi ích cả hai đời
được ái kính tài vật, thường quán xét hai nhân, đó là lạc phước đức. Phước đức luôn theo thân, như bóng không rời hình, phước niềm vui vô thường, không phước chẳng quả vui, chư thiên hết phước đức, đọa lạc sinh theo nghiệp, chịu quả báo thiện ác, vì thế hãy tu phước. Xưa ta ở cõi trời, nay thọ thân súc sinh, vì không có phước đức, bị tự nghiệp lừa dối. Ai không phước điều phục, luôn đi trên đường ác, người ấy không an lạc, như trong cát không dầu, kẻ ngu bị tâm dối. Xa lìa các phước đức, kẻ ấy không được vui, không đoạn trừ các khổ, người ấy thường thọ sinh, lại thường bị thoái diệt, chư thiên sống phóng dật, lạc ấy là vô thường, lưới nghiệp nhốt chúng sinh, bị si ái lừa dối. Sinh tử từ vô thủy, lưu chuyển như xe nước, chư thiên khi thoái đọa, chịu đủ khổ não lớn, các khổ của địa ngục không thể nào sánh bằng. Chư thiên phải đọa lạc, cớ sao không giác ngộ, không thấy sự hoại diệt, lại tham lạc thế gian, sự sinh diệt ở đời, không thể nào biết được, con người không nhàm chán, bị tham ái lừa dối. Nghe chim thuyết pháp chư thiên, ít ghi nhớ nên tiếp tục phóng dật, bị tâm sai khiến, hành động theo ái dục, ca múa vui chơi, trọi năm thứ âm nhạc trong rừng, bị lửa phóng dật, thiêu đốt, củi cảnh giới. Vị ấy cùng các thiên nữ vui chơi hưởng năm dục lạc, trong vườn cảnh ngọn núi cung điện ao hoa, ở đó thọ hưởng diệu lạc, cho đến khi nghiệp thiện hết vị ấy qua đời lưu chuyển theo nghiệp. Nếu còn nghiệp thiện khác thì không đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh được thọ thân người, từ khi sinh ra đến lúc chết, không bị bệnh khổ, không bị não loạn, được người yêu kính, sinh nơi cõi nước tốt đẹp, không đói khát, tinh hình xinh đẹp là nhờ dư báo. Lại nữa này, các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát trụ xứ của cõi trời Tam Không Hầu, dùng văn tuệ biết trụ xứ. Thứ năm của cõi này tên là Bạch Thân. Do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi ấy, chúng sinh nào biết được ruộng phước với tín tâm, thanh tịnh, thấy tháp, Phật hoặc tăng phòng bị mưa gió làm hư, liền tu sửa lại bằng tâm phước đức. Với tâm chánh tính, biết quả báo của nghiệp nên khi làm xong rất vui mừng, còn hướng dẫn người khác tu sửa tháp cũ sau khi qua đời vị ấy sinh lên cõi trời. Bạch Thân, người sinh lên cõi này mặc y phục trắng, dù là ngọc kha, tuyết, hoa, câu mâu đà cũng không sánh được 1/16. Các cung điện cũng như vậy, thân người ấy trắng hơn các ánh sáng trăng. Họ vui chơi trong các vườn rừng như rừng san hô, rừng cây, thoảng hương thơm vi diệu. Họ trỏi các âm nhạc, ca múa vui chơi hưởng diệu lạc cõi trời. Lại vào rừng san hô, rừng ấy có nhiều tiếng chim, ánh sáng rực rỡ, có thế lực lớn, ánh sáng đỏ rực, không sắc nào sánh bằng. Thân vị trời ấy có sắc trắng, nhưng vì ánh sáng cây sắc đỏ nên thân cũng có sắc đỏ. Họ nhìn nhau nói, sắc thân vốn có của chúng ta đều không hiển hiện, nhưng lại có sắc khác, vì cây này sắc đỏ, chúng ta hãy đến khu rừng khác. Thiên tử liền cùng thiên nữ vào rừng Tỳ Lưu Ly. Rừng ấy có sắc xanh, giống như màu xanh mà người cõi Diêm Phù Đề nhìn thấy trên hư không, làm cho thân thể của chư thiên mất sắc trắng. Ánh sáng xanh của cây trùm khắp thân chư thiên. Những loại chim và hoa sen ở đó cũng có sắc xanh. Khi ấy, các thiên tử cùng thiên nữ vây quanh trỗi nhạc trời, vui chơi ca múa, thọ hưởng năm thứ dục lạc. Trải qua một thời gian dài, họ lại đến rừng bạc để vui chơi. Trong rừng ấy, tất cả đều trang sức bằng sắc trắng, hoa sen báu trắng, chim báu trắng, thân chư thiên trắng, nên khi vào rừng này giống như bóng mặt trăng hiện ở trong sữa. Họ vui chơi, trỗi nhạc, thọ lạc ở rừng này trong một thời gian dài, không thể nào ví dụ được. Bỏ khu rừng ấy, họ lại đến khu rừng Tạp Lâm.
Các loại cây trong rừng đó hoặc bằng vàng, bằng bạc, lu ly, lá cây cũng có nhiều màu sắc, sắc thân của chư thiên cũng nhiều màu như vậy. Thiên tử cùng thiên nữ vui chơi ở đây một thời gian dài, bỏ khu rừng ấy họ lại đến ngọn núi tên Phổ Biến. Núi này được trang trí bằng bảy báo. Lên trên đỉnh núi này sẽ thấy được sáu vạn núi vàng của núi Tu Di. Núi Tu Di nằm ở giữa, họ lại đến núi Phổ Nhãn. Thiên tử cùng thiên nữ cõi bạch thân lên núi này vui chơi hưởng lạc. Một thời gian dài, núi này có nhiều sông suối ao hồ vườn rừng trang nghiêm, chim chóc hót tiếng líu lo. Bỏ núi này, họ lên núi Đại Viên, lại có chư thiên khác cũng lên núi này vui chơi. Khi ấy, thiên tử cõi bạch thân cùng các thiên nữ vui chơi thọ lạc, trỗi nhạc trời thật thích ý. Khi thọ hưởng diệu lạc hết, giống như đèn hết dầu, ánh sáng mất, lại như mặt trăng lặn, ánh sáng mất. Chư thiên cũng vậy, khi thọ hưởng diệu lạc hết, nghiệp thiện hết, bị thoái đọa theo nghiệp của mình mà đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Nếu sinh vào cõi người, sắc thân trắng như tinh, sắc tơ ngó sen, sinh vào nước Thiên Hán ở phía Bắc, sắc thân tốt đẹp, hưởng mọi an lạc thượng diệu, thống lãnh muôn dân là nhờ dư báo. Lại nữa này các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát các trụ xứ của cõi trời Không Hầu, dùng văn tuệ biết trụ xứ thứ sáu của cõi này tên là Cộng Du Hí, do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi ấy. Dùng văn tuệ biết chúng sinh trì giới bằng tín tâm, đồng thực hành giáo pháp, hòa hợp giữ giới bố thí. Vì nhân duyên ấy, sau khi qua đời, những vị ấy sinh lên cõi trời Cộng Du Hí. Ở đó họ thành tựu phước đức, yêu thương nhau, cảnh trí nhộn nhịp, trỗi năm thứ âm nhạc ca múa vui đùa, các thiên nữ trang sức lộng lẫy ở đó hưởng quả báo của nghiệp mình. Cõi ấy được trang trí bằng các châu báu, đất đai xinh đẹp, lan can bằng ngọc lưu ly. Dòng sông được trang trí bằng các thứ báo và có nhiều thiên nga vịt trời. Uyên ương bờ sông có nhiều cây báo. Thiên nữ vây quanh vui đùa bên sông, chân châu, nước sông trong sạch tinh khiết. Dưới đáy sông rải cát bằng chân châu trắng, bùn bằng vàng ròng, có nhiều cá vàng, thân cá có vô lượng trân châu. Hai bên bờ sông có nhiều cây bằng vàng lá, cây bằng tỳ lu ly, cây bằng tỳ lu ly lá, cây bằng vàng, luôn có hoa, trái rực rỡ đủ màu sắc, chim chóc vui đùa, luôn được an lạc, nghe tiếng chim hót ai cũng thích thú, nếu dùng mắt để nhìn thì rất vui vẻ, các thiên nữ ấy luôn hoan hỷ. Họ lại trở về trụ xứ cũ, bên ao bà cầu có cây báo cành lá như nhà cửa cung điện, mặt đất mềm mại lên xuống theo từng bước chân như báu xanh cõi trời. Đất đó bằng phẳng rộng lớn, có rừng hoa sen và các loài chim trân bảo trang nghiêm, hoặc có đất bằng vàng, cây bằng tỳ lưu ly, cành cây như lưới dùng làm nhà cửa, có nhiều hoa thơm, ong bướm vây quanh. Thiên tử cùng thiên nữ ở đó vui chơi hưởng quả báo an lạc, lại đến dòng suối vườn rừng ao tắm. Chim chóc ở rừng này sắc thân màu vàng, vui đùa trong nước, hót tiếng líu lo. Nước sông trong sạch chảy đến núi vàng tạo nên nhiều âm thanh. Các thiên tử ở bên bờ sông tay cầm hoa vàng, vây quanh thiên tử vui chơi thọ lạc, lấy hoa, giỡn nhau để vui chơi. Trải qua một thời gian dài, chư thiên lại đến dục lâm, ở đó họ bị bao trùm trong sự phóng dật, chim chóc mặc tình ăn trái cây, các loài ong màu sắc đẹp như lưu ly tha hồ hút mật hoa, chim câu xí la say đắm buông lung như trong mùa xuân. Hai bên bờ sông chim chóc say sưa với thức ăn ngon, các thiên tử tha hồ thọ hưởng năm dục. Thấy các thiên tử, tâm dục của các thiên nữ càng sung mãn. Người nữ không có niềm vui nào hơn dục lạc. Họ nếm vị dục,
nghĩ đến dục, sống trong dục, tự tánh, nhớ đến dục, luôn nghĩ đến các thiên tử, tâm không rời xa. Nếu thấy các thiên tử cùng thiên nữ vui chơi, thọ lạc thì càng đắm đuối. Thọ nhận như thế, đến khi nghiệp thiện hết, vị ấy qua đời lưu chuyển theo nghiệp đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Nếu sinh vào cõi người, thì cùng quyến thuộc sống chung một nước, cùng nghiệp lực, cùng tu phước đức, được giàu có, thực hành nghiệp thiện, cùng cộng nghiệp, sinh một chỗ, cùng chịu nghiệp thiện ác, không sai khác là nhờ dư báo. Lại nữa này, các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát các trụ xứ của cõi trời Tam Không Hầu, dùng văn tuệ biết trụ xứ thứ bảy của cõi này tên là Nhạo Du Hí. Người nào trì giới, giáo hóa chúng sinh, làm cho họ phát tâm tịnh tín, hoan hỷ, hoặc dạy họ bố thí, trì giới, tinh ruộng phước, nơi có đủ công đức, sau khi qua đời, vị ấy sinh lên cõi trời Nhạo Du Hí, thân thể sáng rực. Vị ấy tự nghĩ, do những nghiệp gì ta được sinh lên cõi này, liền nghĩ biết. Đời trước, ở cõi người ta đã bố thí, người này là bạn tốt của ta, cùng tu phước đức vì nhân duyên đó được sinh lên cõi này. Nhớ rằng, nhờ sức giáo hóa của các sa môn thân quen mà ta bố thí phát tâm thanh tịnh, nên hiện nay ta sinh cõi Nhạo Du Hí. Thiên tử liền quay lại thấy các thiên nữ trang sức lộng lẫy như rừng hoa sen, có nhiều sắc đẹp nên sinh lên tâm tham đắm, không còn nghĩ đến một chút nghiệp lành xưa, sinh tâm phóng dật, tham đắm năm dục, hưởng mọi hoang lạc cõi trời, lưu chuyển từ vô thủy, bị lửa dục thiêu đốt, như lửa dữ thiêu đốt rừng khô, lửa dục thiêu đốt. Cũng vậy, các thiên nữ miệng thoảng mùi thơm, tay cầm hoa sen, trang sức lộng lẫy đến chỗ thiên tử và thiên nữ cùng nhau vui chơi, hưởng vô lượng an lạc, quan sát sự phóng dật, tỳ kheo nhàm chán sinh tử, sinh tâm khinh sợ, sự khổ sinh tử là nơi đáng sợ hãi nhất. Tỳ kheo liền nói kệ, pháp khổ vui vừa sinh, quên khổ vui lúc trước, như bình minh hôm nay, không còn ngày hôm qua, cớ sao ở cõi trời, hưởng diệu lạc hiện tại, không biết sẽ thoái đọa, tất cả đều chấm dứt, như mật trong rừng gai, như thức ăn lẫn độc. Dục lạc cũng như vậy, không biết khổ thoái đọa, diệu dục ở cõi trời, thọ hưởng không nhàm chán, sức tham hái cõi trời, hoang lạc che lấp tâm, lửa ái thiêu chúng sinh, cầu lạc không thể được, ai lìa được ái dục, hành thiền định là lạc, người vô ngã lìa dục, đến được thành niết bàn, người này trước sau tịnh, từ vui được chốn vui, người nào đoạn ái kết, tâm không còn phiền não, khéo thâu giữ tâm ý, không chấp tất cả pháp. Biết làm hay không làm, người ấy luôn được vui, ai lấp được sông ái, vượt khỏi dòng sinh tử, người dũng mãnh vượt qua, đạt đến thành niết bàn, tham ái không có vui, vì ba độc hòa hợp, ai giải thoát dục vọng là được lạc thanh tịnh. Quan sát vị trời ấy sống buông lung, lửa ái tăng trưởng, tỳ kheo sinh tâm thương xót. Bấy giờ thiên tử cùng thiên nữ đến rừng, hương yên vui chơi, các thiên nữ vây quanh trỗi nhạc, ca múa thọ lạc, hoặc đi trên hư không như chim bay. Các thiên nữ ấy có người đi bằng chim thiên nga, có người ngồi trên lưng thiên nga, có người đi trên mặt đất. Các thiên nữ ca hát, thân thể an vui, không nhọc mệt. Họ thấy chư thiên đang ở đó thì rất vui vẻ, cùng nhau tập hợp chơi đùa, vui sướng vô cùng. Trong rừng hương yên có vô lượng âm thanh vang khắp khu rừng, có các loại âm nhạc như tiếng tiêu, địch, không hầu. Các thiên nữ trang sức anh lạc, nói cười rất hay. Có những dòng sông phát ra những thứ âm thanh, có các loài chim quý đủ màu sắc,
Người nào nghe được âm thanh ca tụng của cõi trời ấy đều vui vẻ. Khắp khu rừng ấy có nhiều cây thuốc, chim chóc, ao suối hoa trái, ở đó họ vui chơi, thọ hưởng năm dục. Lại cùng các thiên nữ vây quanh đến ngọn biện tài ở núi Tu Di. Núi ấy có nhiều ao sen vườn rừng, đỉnh núi ấy là chỗ ở của vua Tỳ Lưu Lạc Thiên, có vô lượng thiên nữ vây quanh, quan sát nghiệp của chúng sinh. Pháp cho là phi pháp, bao nhiêu chúng sinh thuận theo pháp hành, bao nhiêu chúng sinh thực hành phi pháp. Tạo nghiệp gì để đem lại lợi ích cho thế gian, tạo nghiệp gì không đem lại lợi ích cho thế gian, làm sao để chánh pháp tăng trưởng, phi pháp giảm thiểu, làm sao để quân ma giảm thiểu, những loài Atula dũng mãnh, loài gây não loạn, đều tổn giảm. Thiên vương hộ thế ở núi Biện Tài cách đỉnh núi không xa, đi theo một đường mặt trời, thiên vương Tỳ Lưu Lặc quan sát ánh sáng ấy. Do tu pháp gì mà có ánh sáng này chiếu sáng ở thế gian, vị ấy tư duy quan sát mặt trời theo đường đi của ánh sáng. Nếu người đời thuận theo chánh pháp tu hành, ủng hộ chánh pháp, như pháp tăng trưởng, thì ánh sáng mặt trời thanh tịnh, thời tiết thuận hòa, ánh sáng soi rọi ngũ cấp dồi dào, người không bệnh tật. Nếu thực hành phi pháp thì mặt trời không sáng, ngũ cấp không chính, muôn dân tận bệnh. Đó đều là do oai lực của pháp và phi pháp. Được quả tăng thượng mặt trời sáng rực, chẳng phải không nhân duyên. Ánh sáng ấy không gì bằng, chiếu lên núi Tu Di nên gọi là Đại Minh. Thiên vương Tỳ Lưu Lạc nhân thấy mặt trời mà quan sát thế gian, những thiên chúng ấy hoan hỷ hưởng lạc, thấy ánh sáng lớn đi giữa ngọn núi, oai đức sáng chói, càng thêm hoan hỷ. Thiên vương Tỳ Lưu Lạc quan sát thế gian, thấy oai đức sáng chói của vị trời ấy, tâm sinh hoan hỷ nên nói kệ. Ba cách tạo nghiệp lành, có ba loại nhân duyên, ba thời, ba cảnh giới, ba công đức, ba quả, không trộm thường bố thí, thực hành theo chánh pháp, thật nhẫn luôn tương ưng, sinh trong các cõi người, đủ trang sức cõi trời, đeo vòng hoa thiên giới, hưởng hoan lạc cõi trời, đều do nhân nghiệp thiện, chúng sinh nào phóng dật, không thực hành nghiệp thiện, kẻ ngu si như thế, không được sinh lên trời, ở cõi người làm lành, khi nghiệp đã thành tựu, chính vì nghiệp báo đó, được sinh lên cõi trời, ai yêu mến thân mình. Muốn thọ hưởng quả vui, tạo nhân đại phước đức, được sinh lên cõi trời, nếu ở trong cõi trời, hưởng lạc thượng trung hạ, ba loại diệu lạc này đều do nhân phước đức. Người nào tạo các nghiệp, theo nghiệp đó tăng giảm, tùy theo các nghiệp này, thọ báo lạc cõi trời. Thiên vương Tỳ Lưu Lặc quan sát các thiên chúng, nói kệ xong, cùng chư thiên vui chơi ở đỉnh núi vườn rừng áo tắm, vườn cây trái, có các loài chim hót tiếng líu lo. Các thiên chúng nhìn hang núi sinh tâm yêu thích, hưởng sáu dục lạc, tham đắm sáu cảnh giới, buông lung, chơi đùa, nghe năm thứ âm nhạc. Họ vui chơi ở ao sen, sông suối uống nước bằng Tỳ Lưu Ly. Có ao suối xinh đẹp, họ vui chơi, đến khi nghiệp thiện hết, từ cõi trời, vị ấy qua đời, theo nghiệp chịu quả báo, đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nếu được sinh trong cõi người, thì có trí tuệ, biện tài, làm bậc thầy ở đời, được mọi người tính thọ là nhờ dư báo. Lại nữa này, các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát các trụ xứ của cõi Tam Không Hầu, dùng văn tuệ biết trụ xứ thứ 8 của cõi này tên là Cộng Du. Do những nghiệp gì, chúng sinh được sinh lên cõi ấy, dùng văn tuệ biết chúng sinh tu hành với tín tâm, trì giới, bố thí, nghe pháp trong pháp hội, giúp đỡ xây cất, khuyến khích tỳ hỷ, dùng thâm tâm, tâm thiện, tâm tịnh tính, suy xét phước đức người này, ta cũng như vậy, ta sẽ tu phước. Sau khi qua đời, vị ấy được sinh lên cõi trời Cộng Du, đó là nhờ tùy hỷ, bố thí, thấy có vô lượng cảnh giới mà sinh tâm hoan hỷ. Trong rừng ấy có nhiều loại âm thanh, bốn bờ ao hoa vàng,
rải khắp, dùng tỳ lưu ly châu làm lan can. Các loài chim hót tiếng líu lo, thiên tử cùng thiên nữ vui chơi trong rừng ấy. Có chim câu xí la, khổng tước xinh đẹp, thiên tử cùng thiên nữ vui chơi thọ lạc. Có những hoa sen cộng bằng lưu ly, lá bằng vàng ròng, đài sen bằng kim cương. Rừng cây tốt, có đủ các loại quả, họ cùng thiên nữ vui chơi, ăn thức ngon, hưởng năm dục lạc, hoặc đi trên núi, đất bằng tỳ lưu ly, đất ấy bằng phẳng, hoặc đi trên đỉnh núi chúa, trong dòng sông, con suối trong sạch, không nhơ, mát mẻ, vui thích, hoặc lội qua sông, rải cát bằng chân châu, vui chơi trong dòng nước trong sạch. Hoặc có lầu gác trang trí bằng bảy báu nguy nga đồ sộ, hoặc trỗi kỹ nhạc, cùng thiên nữ, vui chơi thọ lạc, hoặc có cây như ý, được trang trí bằng các linh báu, phát tiếng vi diệu, hoặc có khu rừng, ngày đêm sáu thời, cùng bạn bè thiên nữ vui chơi thọ lạc ở đó. Đất ấy được làm bằng bảy báu. Khi leo lên đỉnh núi, họ ngắm thiên chúng khác. Tất cả những diệu lạc đó không bao giờ nói hết. Điều là do nghiệp thiện của mình tạo ra, hưởng diệu lạc cõi trời. Chư thiên ấy ham thích dục lạc, buông lung, không biết nhàm chán. Mắt say đắm bao nhiêu sắc đẹp, không biết nhàm chán. Tai mũi lưỡi thân ý, tham đắm thanh hương vị xúc pháp. Cũng thế, sáu căn ái nhiễm, sáu cảnh không biết nhàm chán. Tha hồ, đuổi bắt cảnh giới mà tâm ái càng tăng trưởng như thêm củi vào lửa. Ái che lấp chư thiên không biết lạc chân thật. Thiên tử hưởng vô lượng diệu lạc cõi trời đến khi nghiệp lành hết. Từ cõi trời vị ấy qua đời, nếu không có nghiệp lành thì đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Nếu sinh trong cõi người thì cùng một nhóm người hoặc vào biển lớn buôn bán tìm tài vật hoặc ở trong thành thị núi xóm. Cùng làm một nghề, hoặc làm bà con cùng thờ một vua, giàu có tự tại là nhờ dư báo. Lại nữa này các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát trụ xứ thứ 9 của cõi Tam Không Hầu, tên là Hóa Sinh. Do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi này, dùng văn tuệ biết chúng sinh phát tâm đại bi, biết chúng sinh nào bị khốn khổ vì đói khát nên muốn nhảy xuống sông sâu tự vẫn, liền cứu người ấy, thương yêu chúng như con, do cứu giúp bằng tâm từ bi. Nên khi qua đời vị ấy được sinh lên cõi trời, nhưng lúc thiên tử gần gũi thiên nữ, vị ấy ngồi kiết già hóa sinh vào trong thai. Lúc này cha mẹ đều nghĩ là có con, sau khi sinh, người con cũng nghĩ họ là cha mẹ mình. Cha mẹ yêu con chẳng khác người cõi Diêm Phù Đề. Vị ấy đang ngồi kiết già trong cõi trời mà hóa sinh, nên cha mẹ càng yêu thương hơn, nói với vị ấy, con nhờ quả báo lành mà hóa sinh trong thai ta. Ta sẽ làm cho con vui vẻ, ta đưa con đi thưởng ngoạn các vườn rừng, ao sen và đỉnh núi. Có lưới vàng bao phủ, dòng suối, ao tắm, cây cối tùm, trong ao sen có hoa sắc vàng, ong bướm rộn rã, dòng nước trong sạch, có những dòng sông, đủ các thức ăn. Ta và con mặc tình vui chơi thọ lạc. Người con thưa, con được sinh lên cõi này là nhờ quả báo lành, được gặp cha mẹ. Con sẽ cung phụng, cha mẹ liền cùng các thiên nữ đưa người con đến rừng lưỡng Diêm Phù Đàn. Đến nơi, thấy cây Diêm Phù Đàn, hoa trái xum xuê, hương thơm xông khắp năm do tuần, họ lấy hoa rải khắp mọi nơi, tạo thành nhiều màu sắc xanh, vàng, đỏ, tía và nhiều hình dáng dài ngắn vuông tròn, lại lấy hoa trang sức thân mình như vòng hoa cõi trời. Khi ấy, cha mẹ bảo người con rừng lưỡng Diêm Phù Đàn này hoa đua nhau nở, nếu có gió thổi động thân cây, hoa ấy rơi rải khắp nơi, con có thể cùng các thiên nữ thiên chúng vui chơi thọ hưởng mọi an lạc ở đây. Nói xong liền cùng thiên chúng vào rừng ấy. Rừng đó có loài chim trời tên mạn hoáng. Thấy chim, họ liền nói kệ, khen thiên tử.
Hãy đến đây hiền sĩ, nhờ đã tạo nghiệp lành, giữ gìn bảy chi giới, nay được quả báo này, giữ giới được quả vui, hưởng diệu lạc cõi trời, giữ giới như thuyền bè, vượt qua bến sinh tử. Ai dùng nước giới sạch, tắm rửa tâm mạnh mẽ. Hoa vàng diêm phù đàn, sinh thiên tự trang sức, giữ giới là hạt giống, tu tập các giới hạnh, vui chơi ở cõi trời, được an lạc hiện tại, người nào đều phục tâm, luôn trang nghiêm bằng giới, được sinh lên cõi trời, hưởng vô lượng diệu lạc. Người nào tạo nghiệp lành, từ vui được chốn vui, vui chơi ở cung trời, nhờ giữ giới tăng trưởng, đi trên thềm thi la, trí tuệ càng phát triển, người này đến đường lành, đạt nghiệp thiện trí tuệ, vì thế luôn giữ giới, bố thí với trí tuệ, xa lánh việc phá giới, là tránh giao lửa độc, khéo giữ gìn giới luật, đưa người đến đường lành, ai bỏ việc giữ giới, sẽ không được an vui, chim mạn hoáng, ấy nói kệ khen ngợi thiên tử làm cho thiên tử vui vẻ. Nghe vậy, thiên tử vui mừng cùng cha mình vào rừng. Rừng ấy được trang trí bằng cây như ý, giống như ánh mặt trời, sáng đẹp kỳ lạ, còn có trăm ngàn rừng cây hòa hợp, dòng suối ao tắm. Trang trí rừng ấy, cây bằng tỳ lưu ly, trang trí bằng vàng rồng, có vô số ái lạc như thế. Thấy cây rừng, thiên tử mới sinh đó vui vẻ vô cùng, vui chơi trong rừng, dù thấy các thiên nữ vẫn không bị lệ thuộc. Các thiên nữ ấy thấy thiên tử khôi ngô tuấn tú vui chơi một mình trong rừng mà không có thiên nữ nào, nên vội chạy đến chỗ thiên tử múa hát trỗi nhạc, bày các trò chơi. Khi ấy thiên tử vì tâm dục che lấp nên bỏ cha mẹ, cùng các thiên nữ vui chơi, thọ hưởng an lạc thỏa thích vô cùng. Cõi ấy được trang trí các núi báu vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, các khu rừng, ao tắm, rải các chân châu và hoa sen trời chim chóc. Thiên tử cùng thiên nữ vui chơi khắp nơi sông suối, hang núi thọ hưởng diệu lạc, tỳ kheo quan sát mọi việc hy hữu như thế. Thiên tử cùng thiên nữ vui chơi thọ lạc đến khi nghiệp thiện hết từ cõi trời, vị ấy qua đời lưu chuyển theo nghiệp đọa vào địa ngục ngạo quỷ súc sinh. Nếu sinh trong cõi người được làm vua đại thần, được mọi người yêu mến khôi ngô tuấn tú là nhờ dư báo. Lại nữa này các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát các trụ xứ của cõi tam không hầu. Dùng văn tuệ biết trụ xứ thứ 10 của cõi ấy tên là chánh hạnh, do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi ấy. Dùng văn tuệ biết chúng sinh thực hành nghiệp thiện, thấy người bị cướp bóc đánh đập liền cứu họ thoát chết, chỉ đường đúng cho người trong đồng vắng hiểm nạn, đem an ổn cho người đang lo sợ, làm lợi ích cho chúng sinh, khéo tu ba nghiệp thanh tịnh, thân ngữ ý. Sau khi qua đời, vị ấy sinh lên cõi trời chánh hạnh, thân hình sáng rực như mặt trăng tròn, sáu căn luôn hưởng diệu lạc nơi năm dục, được vui chơi có vô lượng thiên nữ cung cấp hầu hạ, mặc áo trời, đeo vòng hoa trời, thường thưởng ngoạn trong vườn rừng, ao hoa, rừng pha lê, cây cối trong rừng ấy toàn bằng pha lê sáng rực, đầy đủ hoa trái, lá cây sáng loáng như chất vân mẫu, trái cây đều đặn như gương. Khi ấy thiên tử vào rừng tỳ lâu bát xoa, thấy trăm ngàn thân hình chư thiên đều xinh đẹp, trang sức hương hoa, hương bột, vòng hoa, vui mừng khôn xiết, cho rằng các thiên chúng khác không sao bằng mình. Vào rừng tỳ lâu bát xoa quan sát thế gian, nhờ thế lực của rừng, thấy các dạ xoa ở trên không, dạ xoa ở trên đất và những tướng pháp phi pháp của cõi diêm phù đề, thấy quả báo tăng trưởng. Nhìn vào cây pha lê, vị ấy thấy người thực hành chánh pháp tâm ý vui mừng, thấy người hành phi pháp tâm ý buồn thương. Thấy tướng pháp phi pháp ấy, tỳ lưu bát xoa nói với Đế Thích: trong chốn dạ xoa này, ta biết được người thiện bất thiện ở cõi diêm phù đề. Thiên tử hưởng mọi diệu lạc ở rừng này, đến khi nghiệp thiện hết, đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Nếu sinh trong cõi người, phát sinh chánh kiến trong thành thánh pháp,
sinh vào nhà trưởng giả có nhiều của cải là nhờ dư báo. Lại nữa này, các tỳ kheo đã biết quả báo của nghiệp và đã quan sát cõi trời Tam Không Hầu, hãy quan sát cõi trời Tứ Thiên Vương tên là Hành Thiên. Cõi này bao quanh núi Chúa Tu Di. Ngoại đạo nói cung điện ấy ánh sáng lên đến các ngôi sao, nói sơ lược về cõi ấy có 36 ức chúng sinh. Do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi này, dùng văn tuệ biết, chúng sinh giữ bảy chi giới của thân khẩu. Thân có ba chi, khẩu có bốn chi, người sinh ở cõi này được quả báo tăng thượng. Chúng sinh vì nghiệp nhân thiện, bất thiện nên hiện ra tướng đẹp xấu. Mặt trời, mặt trăng và sao được gọi là hành thiên. Vì đi qua núi Tu Di, đi trên hư không được gió nâng đỡ gọi là phong luân. Vì tăng thượng duyên dần dần di chuyển nâng đỡ mặt trời, mặt trăng và sao đi quanh núi Chúa Tu Di. Trong cõi này có hai vị trời hộ thế, một đề đầu lãi trá, hai tỳ sa môn. Các thiên chúng cùng hai vị đại thiên vương đi khắp bốn cõi thiên hạ. Cung điện cõi ấy bằng mani có màu xanh vàng đỏ, trắng. Như đã nói trước, họ cùng thiên chúng ở hành thiên, vui chơi trong cung, hưởng năm thứ dục lạc, thỏa thích tâm ý, đến khi nghiệp thiện hết. Vị ấy lại đọa vào địa ngục, ngạ quỷ súc sinh, nếu được làm người, luôn thích du ngoạn tất cả các nước. Nếu không có điều kiện thì du lịch một số nước, được an lạc hoặc chịu khổ não, là do dư báo và oai lực của giới. Lại nữa này, các tỳ kheo đã biết quả báo của nghiệp, quan sát cõi tứ đại thiên vương, không còn cõi nào nữa. Nghĩ rằng cõi tứ đại thiên vương rộng vô lượng vô biên, cứ thế quan sát hết người ở bốn mặt núi Tu Di hưởng lạc du hành bên phải. Mặt trời, mặt trăng chuyển động quanh núi Tu Di. Chúng ở phương nào thì bóng của núi Tu Di hiện ra. Cõi người bảo là ban đêm, phía bắc, cõi Diêm Phù Đề gọi là phong luân. Các ngôi sao ở phương bắc chuyển động không ngừng là do phong luân giữ gìn. Hàng ngoại đạo thấy bảy ngôi sao bắt đầu này luôn hiển hiện, không mất nên nói chúng nâng đỡ các nước. Vì không thật tri không biết đó là do phong luân. Hàng ngoại đạo ấy thật không chút hiểu biết, quan sát như thật về cõi trời tứ thiên vương tỳ kheo nhàm chán sinh tử, thấy sự khổ bị thoái đọa của chư thiên nên sinh tâm chán ghét sinh tử vô thường, tất cả đều hư hoại biến đổi xa lìa, hết thảy nằm trong nghiệp, lưu chuyển theo nghiệp. Các tỳ kheo dùng tri kiến biết hành giả quan sát các pháp bên trong tu hành theo pháp, tất cả phàm phu ngu si tham đắm dục lạc bị tha mái trói buộc vì mong sinh lên cõi trời mà tu phạm hạnh hưởng an lạc cõi trời. Vì thế tỳ kheo rất nhàm chán không vui, không đắm chấp, không tu tập, không thích thú, quan sát các thứ diệu lạc dùng văn tuệ. Thấy tỳ kheo ấy chiến đấu với ma, muốn vượt qua biển sinh tử, đạt địa 17, nghe thế, dạ xoa địa thần, vui vẻ nói với vị thần hư không. Dạ xoa ở trên không, nghe vậy cũng vui vẻ nói với tứ thiên vương. Như đã nói ở trước, tuần tự như thế đến cõi trời vô lượng quang. Trong cõi Diêm Phù Đề có thiện nam tên dòng tộc, thôn xóm, thành ấp, đất nước, xuất gia, bằng tín tâm, cạo bỏ râu tóc, mặc pháp phục, chiến đấu với ma, muốn ra khỏi các cõi. Nghe thấy trời vô lượng quang vui vẻ, nói với chư thiên khác, người có Diêm Phù Đề thực hành theo chánh pháp ta nay nên tùy hỷ. Người này phát tâm muốn ra khỏi cõi sinh tử, chiến đấu với ma, giữ giới, sống chánh hạnh. Họ chiến đấu với ma là muốn giảm bớt quân ma, tăng trưởng chánh pháp mà Như Lai thuyết giảng. Ha ha ha,